chương 1181, hãm sâu trong đó, mà không biết. Thiếu gia, cứ như vậy thả hắn rời đi, có phải hay không có chút quá tiện nghi tiểu tử này? Tại Diệp Thiên Vũ rời đi đồng thời, quân tử từ nơi không xa đi tới. Nhìn qua Diệp Thiên Vũ bóng lưng, trong mắt có sát khí ngang dọc, tiểu tử này từ đầu đến cuối, thì chưa từng nghe qua thiếu gia ngài một lời khuyên nói. Trong mắt Thủy Trung mang theo án độc cùng sát y, bỏ mặt hắn rời đi, chẳng khác gì là thả hổ về rừng. Chiếu vào quân tử y nghĩ, thì không nên để Diệp Thiên Vũ rời đi chính là ở đây, ngay tại hôm nay, trực tiếp trảm thủ. Phục vụ dây chuyền. Hắn bên này, không cần đến các ngươi nhìn chầm chầm, chạy trốn tới chân trời góc biển, hắn cũng chạy không thoát lòng bàn tay của ta. Tần lãng mắt lộ ra nghiền ngẫm, biểu lộ rất là nhẹ nhõm. Ai? Thở dài, tần lãng thổn thức cảm khái, muốn là Diệp Thiên Vũ chịu cam tâm tình nguyện gọi ta một tiếng cha, nói không chừng ta sẽ còn lưu hắn một đầu toàn thay. Đáng tiếc, Diệp Thiên Vũ không nguyện y a. À tại dịp thiên vũ trên thân lưu lại chuyên môn truy tung khí tức về sau tần lãng trở về săn sóc đặc biệt phòng bệnh tần thiếu gia đường sơn đâu hắn không có trở lại với ngươi sao đường hương xui chi mặt cổ quái nhìn qua tần lãng sau lưng trống tuyết. tần lãng cười lắc đầu nắm bắt tới tay bề ngoài về sau hắn liền rời đi tiểu tử này cố y a à, chẳng lẽ lại là nghe được tin tức gì đường hương tú gương mặt nộ khí nàng nhìn về phía tần lãng bất đắc dĩ nói tần thiếu gia a di biết ngài hảo tâm nhưng một số thời khắc cũng không thể bị có lòng người lợi dụng A. À. Tần thiếu gia đồng hồ, sao mà quý giá? Nói không chừng một khối, đều đầy đủ tại thiên du thành phố mua một phòng nhỏ. Thì đường sơn cái kia tính cách, đoán chừng phải tới tay bề ngoài về sau, liền sẽ cũng không quay đầu lại rời đi. A à di, cái gì có lòng người A, à, hắn dù nói thế nào, đều là tiểu nhã biểu đệ nha. Tần lãng cười lắc đầu. Đường sơn bản thân, hắn có thể cho quân tử đi bắt tay vào làm thanh ly. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là coi như thôi lần này dịp thiên vũ cách làm đã lưu lại dấu vết để lại nếu là chiếu vào đường sơn mạch suy nghĩ suy luận rất nhiều chuyện đều có thể hướng về diệp thiên vũ trên thân dội nước bẩn tớ sao mà không làm tiểu nhã cha bên này có mẹ ngươi nhìn lấy còn có trong bệnh viện nhiều chuyên gia như vậy giáo sư không cần đến ngươi tại bên cạnh đợi không có chuyện ngươi thì cùng tần thiếu gia hay xảy ra bên ngoài đi loanh quanh nhiều dạo chơi cũng không muốn suốt ngày hướng trong bệnh viện chạy nói không chừng chờ ngươi lấy lại tinh thần thời điểm cha đều đã có thể xuống đất đi bộ Triệu Tiểu Nhã phụ thân mở miệng thúc giục, tại cho Tần Lãng cùng Triệu Tiểu Nhã sáng tạo đơn độc chung đụng cơ hội. Hắn thân thể đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Hiện tại lo lắng duy nhất cũng là nữ nhi chung thân đại sự. Nếu là ở xuống đất đi bộ trước, có thể nhìn thấy nữ nhi cùng Tần Lãng tiến tới cùng nhau. Đây mới thực sự là song hỷ lâm môn, cười đến không ngậm miệng được. Triệu Tiểu Nhã thẹn thùng liếc qua bên cạnh Tần Lãng, ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Mấy ngày kế tiếp, tần lãng cho triệu tiểu nhã tại đại tần thiên hạ đầu tư hành an bài công việc trực tiếp bắt tay vào làm hắn trước kia chức vị không có từ nền tầng bắt đầu lịch luyện thậm chí trương lộ lộ đều đi theo thơm lây tại đại tần thiên hạ đầu tư hành đứng vững gót chân ban ngày tần lãng phụ trách đưa đón triệu tiểu nhã đi làm một ngày ba bữa ban đêm thì là buổi tiếp hắn tại công viên bên trong tản bộ hoặc là tại quán cà phê chuyện phím tình cảm của hai người lửa nóng ấm lên theo dắt tay đã phát triển đến có thể tùy thời ấp ấp ôm một cái anh anh em em duy chỉ có tại một bước cuối cùng phía trên, Tần Lãng chưa từng vượt qua lôi trì nửa bước. Chính là Triệu Tiểu Nhã chủ động ước Tần Lãng về nhà ngồi một chút, Tần Lãng cũng là chững chạc đàng hoàng uống chén trà, sau đó liền rời đi, không có thật làm một chút. Dường như đối với phương diện này sự tình, một chút đều không có hứng thú giống như. Vì thế, thừa dịp có thời gian nghỉ ngơi, Triệu Tiểu Nhã còn đem Trương Lộ Lộ cho ước đi ra giải hoặc. Thiên Du thành phố, một nhà không biết tên quán cà phê. Lấy màu đen OL6 trang Trương Lộ Lộ, cử chỉ nhã ngớn, về sau khoái động lấy một đầu màu vỏ quyết sóng lớn rất nhỏ khoái động trong cà phê cục đường cười nhạo nói ta nói triệu đại tiểu thư mấy ngày nay ngài cùng tầng thiếu gia đánh hỏa nhiệt làm sao có thời gian đột nhiên tìm ta đi ra uống cà phê a à. trương lộ lộ tâm tình rất tốt có thể tại đại tầng thiên hạ nhận chức là nàng đời này vinh hạnh lớn nhất chỉ có tiến vào đại tầng thiên hạ nàng mới biết được công ty bên trong phúc lợi có bao kinh người nàng bây giờ chỉ là lương tạm liền lấy đến hai vạn một tháng cái này cũng chưa tính bình thường trích phần trăm cùng tiền thưởng, cho dù là buổi tối tăng ca, đều có thể cấp cho gấp 3 tiền lương. Khái niệm gì? Ở công ty tăng ca hai cái rưỡi giờ, tương đương với làm hai ngày việc. Phải biết, hiện tại đại tầng thiên hạ, đây chính là 9 giờ tới 5 giờ về, trung gian còn có bữa trưa một giờ dùng cơm thời gian. Nói cách khác, một ngày công tác chín cái nửa giờ, có thể cầm tới 4 vạn lương tạm. Nếu là trước đây công ty, vậy cũng là không ràng buộc tăng ca. Hỏi một chút lãnh đạo tiền tăng ca, cái kia chính là tăng ca là vì tiền thưởng, có thể không tăng ca, nhưng cũng không có tiền thưởng. Đi mẹ nhà hắn trước công ty, đại tần thiên hạ ngư bức. Trương lộ lộ phá lệ hài lòng chính mình phần công tác này, đã bắt đầu lựa chọn thuộc về mình cái kia khoảng BBA, đối với triệu tiểu nhã, nàng phụng như thần tài. Cầu được ước thấy, hỏi gì đáp nấy. Ta chính là tâm ly có chút cổ quái, có chút nghĩ không thông. Triệu tiểu nhã cục xúc chầm chầm lấy cà phê trước mặt, cao mày, khắp khuôn mặt là u buồn, trước kia ta cũng chưa từng nói qua yêu đương, không biết ở trong đó một số chi tiết nếu có cá nhân hắn nguyện y vì ngươi nỗ lực thời gian dài tinh lực thậm chí sẽ thay ngươi trị liệu ttl kiệt phụ thân không tiếc mỗi ngày hao tổn tốn thời gian đi thăm viếng hắn cũng sẽ chủ động nắm tay ngươi sẽ ôm ngươi ôm ngươi hôn ngươi nhưng lại xưa nay sẽ không làm ra quá đáng hơn cử động đây là vì cái gì nghe vậy trương lộ lộ chỗ nào còn nghe không ra triệu tiểu nhã hoang mang nàng nhíu mày bỗng nhiên biến đến nghiêm túc lên nghiêm nhị nói tiểu nhã ngươi không có gạt ta a à? cái này sao có thể? Tần thiếu gia còn trẻ như vậy lực đựng, thế mà không có chủ động đụng ngươi. Là ngươi mỗi lần đem chính mình bảo vệ rất tốt, không cho hắn cơ hội, vẫn là có cái khác nội tình. Triệu tiểu nhã ngẩng đầu, nhìn lên trước mặt trương lộ lộ, lắc lắc đầu, ta không có, ta thậm chí chủ động hẹn hắn đi trong nhà. Trong nhà đều không có những người khác, nếu như hắn sẽ đối với ta làm những gì, ta tuyệt không có khả năng phản kháng. Tại trương lộ lộ trước mặt, nàng cũng không có quá nhiều ngượng ngùng. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, trương lộ lộ cùng với nàng trò chuyện đề tài mãi mãi cũng là như vậy không bị cản trở ngay thẳng đến mức những thứ này việc nhỏ ngay trước trương lộ lộ mặt nói ra miệng không có chút nào không hài hòa không có khả năng a à, trên đời này liền không có không mèo thích trộm đồ tanh làm sao có thể thật sự có ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liễu hạ huệ trương lộ lộ gương mặt khó có thể tin nhìn lấy chính mình cố y rộng mở cổ áo cho mày hồ nghi đích nói thầm sẽ không phải thật là tầng thiếu gia chỗ nào có chút không đúng a à. hắn có phải hay không không được a à, bằng không làm sao lại như thế nhịn được? Không có khả năng. Triệu tiểu nhã quả quyết lắc đầu, tần thiếu gia không chỉ ta một người bạn gái, thiên du thành phố nhà kia mắc xích quán cà phê nữ lão bản, cũng là tần thiếu gia trước đó bạn gái. Tần thiếu gia tuyệt đối không có khả năng phương diện kia có vấn đề. Tim chúng mình biết quảng cáo pop-up sẽ khiến quy độc giả khó chịu khi trải nghiệm, nhưng chúng mình đang gặp khó khăn về chi phí duy trì và phát triển website nên buộc phải chèn quảng cáo pop-up trong một vài tháng, chúng mình chân thành xin lỗi và mong quy độc giả thông cảm. Hoặc nếu bạn cảm thấy phiền, bạn có thể ủng hộ đọc tại website khác trong hệ thống của chúng mình tại link tương ứng. HTTPS, lightonvon.vn, thanh trong, 1181, ham, sau, trong, do, ma, không, biết. Chương 1182, Thiên sứ Vũ Dực. Cũng là, muốn là có vấn đề, hắn cũng không đến mức ở trên thân thể ngươi hao phí nhiều thời giờ như vậy tinh lực. Trương lộ lộ trịnh trọng gật đầu. Nhìn tầng thiếu gia cái kia thật cao sơn căng, chỉ liếc một chút, liền có thể đạt được năng lực xuất chúng sự thực khách quan có lẽ chúng ta đều hiểu lầm tầng thiếu gia tầng thiếu gia hắn đối ngươi không có quá mức ngay thẳng y muốn sở hữu loại này kẻ có tiền y nghĩ chúng ta đoán không đến cũng đoán không ra có lẽ tầng thiếu gia là thật thích ngươi muốn theo ngươi có loại này tâm linh ở giữa tình cảm giao lưu đạt được cái này kết luận về sau trương lộ lộ ánh mắt biến đến hiu quạng từng có lúc ta cũng tưởng tượng qua có thể có dạng này một cái đối tượng chỉ tiếc ta gặp phải những cái kia từng cái đều là háo sắc không dằn nổi loại kia. không nghĩ tới, tần thiếu gia ưu tú như vậy một vị cậu ấm, thế mà còn có thể nặng được tính tình, quả thực là ngàn năm khó gặp một lần a. À. đúng vậy a, à, ta đều không có nghĩ qua, tần thiếu gia thế mà lại là một người như vậy. triệu tiểu nhã mắt trong mang theo cười, nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong thần sắc tràn đầy hướng tới, trong chơi. trong nội tâm nàng một mực có dạng này một cái ý nghĩ, nhưng lại không dám xác định. theo tình cảm kinh lịch phong phú trương lộ lộ trong miệng đạt được phần này khẳng định, càng kiên định cái này niềm tin. Trong đầu, hồi tưởng lại tầng lãng cái kia quen thuộc, mà lại làm cho nàng an lòng tuấn lãng khuôn mặt, trong lúc nhất thời, không khỏi có chút ngây dại. Trương lộ lộ bưng lên cà phê, khẽ nhấp một miếng. Nhìn qua đối diện lộ ra si mê thần sắc triệu tiểu nhã, tâm ly thổn thức thở dài. Dưới cái nhìn của nàng, tầng thiếu gia có lẽ là thật ưa thích triệu tiểu nhã, nắm giữ không tầm thường tình cảm. Có thể chí ít cái này một điểm, tầng thiếu gia lòng dạ biết rõ. Triệu tiểu nhã sợ là liền chính mình cũng không biết, mình đã si mê lên tầng lãng. Nếu là lúc này, Tần Lãng chủ động rời đi, Triệu Tiểu Nhã sẽ cảm nhận được so thế giới quan sụp đổ, còn muốn đau khổ kịch liệt. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không tận lực nhắc nhở. Triệu Tiểu Nhã càng là si mê Tần thiếu gia, tình cảm của hai người thì càng vững chắc, nàng hiện tại chức vị thì càng có thể ngồi vững vàng. Thân là nửa bước bà mối nàng, theo Triệu Tiểu Nhã cùng Tần Lãng cảm tình càng kiên cố, địa vị của mình cũng sẽ ở đại Tần Thiên Hạ bên trong, nước lên thì thuyền lên. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng trên đời này tuyệt không có không mèo thích trộn đồ tanh. Ta thủy chung tin tưởng vững chắc lão mụ dạy cho ta phương pháp, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, tần lãng khẳng định nhận lấy ta mê hoặc, tại trong đầu lưu lại ấn tượng khắc sâu. Liên tiếp nhiều ngày như vậy cũng không chịu về nhà, bên ngoài những cái kia nuôi mèo hoang, từng cái đều đã bị cho ăn đến no mây mẩy. Đáng thương chúng ta những thứ này mèo nhà, nguyên một đám ở nhà, đói ngao ngao thét lên, liền một miếng ăn đều không có. Trên đời này, chỗ nào có nhiều như vậy biệt quốc sự tình, toàn để cho ta lâm ấu sở cho gặp ta khổ tâm kiến tạo không khí, kết quả là, toàn bộ thành người khác áo cưới. Bạch Như Ngọc, tuyệt đối là Bạch Như Ngọc. Đại tần thiên hạ đầu tư hành ngay tại thiên du thành phố, tần lãng tại thiên du thành phố, tuyệt đối không có khả năng sẽ bỏ qua Bạch Như Ngọc. Đáng giận Bạch Như Ngọc, mang Bạch Tiểu Vân lấy khiến tần lãng, mê hoặc hắn nhiều ngày như vậy, cũng không biết lấy nhà nhìn một chút. Thiên hải thành phố, biệt thự trong phòng khách, lâm ấu sở hô to gọi nhỏ, phát tiết lấy chính mình nội tâm bất mãn. Trên bàn cơm, tô tiểu tiểu chờ nữ đều là một mặt phong kinh vân đạm lay lấy cơm lâm ấu sở vô năng phẫn nộ quả thực ăn với cơm mấy ngày nay vừa đến điểm lâm ấu sở thì rống to kêu to làm hại trong biệt thự chúng nữ cảm giác mình đều nhanh muốn nhiều thịt ngữ yên chúng ta không thể tiếp tục ở chỗ này ngồi chờ xe khách chính mình động thủ mới có thể cơm no áo ấm chúng ta đi thiên du thành phố đi một lần đi cùng bạch như ngọc thẳng thắng, đem sự tình mở rộng nói một ba năm về các nàng tỷ muội hai mươi về chúng ta khuê mật hai Lâm ấu sở đem đũa nện trên bàn, làm ra quyết định, muốn cùng Bạch Như Ngọc cá xê, hết trách lưới. Không thể đồng ý, vậy liền làm mưa. Ấu sở, ngươi thì đừng nóng giận a, à, thiếu gia thật là có sự tình ở bên ngoài bận rộn. Muốn là ngươi đi qua lung tung giày vò, nói không chừng sẽ chọc cho đến thiếu gia phản cảm. Đến lúc đó thiếu gia tức giận, ngươi muốn là muốn cho ta thay ngươi nói tốt, ta cũng là không dám. Ta cũng sợ bị thiếu gia mắng. Tô tiểu tiểu nhẹ giọng thuyết phục. Tuy nhiên không biết thiếu gia ở bên ngoài có chuyện gì bận rộn. Nhưng tóm lại, khẳng định là có chuyện mới có thể chậm trễ. Thiếu gia không trở lại, cái kia nàng thì trong nhà an an tâm tâm chờ lấy. Tỉnh được ra ngoài, sẽ cho thiếu gia gây phiền toái. Tại trên bàn cơm gấp thức ăn giật Khả Nhi, bỗng nhiên dừng lại động tác, chắp mũi run run, kinh ngạc nói, "Tần Lãng, khí tức ngay tại phụ cận. Hắn về, đến rồi." Tại Tô Tiểu Tiểu kiên nhẫn dậy bảo dưới, Dược Khả Nhi lời nói năng lực có nhảy vọt tiến triển. Đã sẽ không lại vội vã như vậy gấp rút lắp bách, có thể đứt quãng đem một đoạn văn nói hoàn chỉnh, mà không xuất hiện tái diễn tình huống. Không tệ lắm, trong khoảng thời gian này, vất vả ngươi. Tần lãng thân ảnh, đột ngột xuất hiện tại phòng khách, hắn đứng tại tô tiểu tiểu sau lưng, ở tại trên đầu vuốt vuốt. Đối với tô tiểu tiểu tại dực khả nhi trên người nỗ lực, biểu thị khẳng định. Ta, thái độ, rất là, nghiêm túc. Không phải, cần phải, khen ta. Dực khả nhi nhìn qua xoa tô tiểu tiểu mái tóc tần lãng, lệch ra cái đầu, gương mặt hoang mang. Ngươi cũng không tệ tần lãng cho trong lời nói khen ngợi hắn liếc qua lâm ấu sở phương hướng ho nhẹ một tiếng đem y phục mặt tốt đợi sẽ có người muốn tới lâm ấu sở chúng nữ nghe vậy đều là chững chặt đàng hoàng đi trên lầu đổi một bộ bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật quần áo rất nhanh quân tử lão hoàng bọn người theo bên ngoài biệt thự chạy đến mười mấy người mỗi người trong tay đều mang theo một cái cỡ lớn hồng gỗ ngay ngắn trực tự bày đặt tại biệt thự phòng khách mở ra sau khi bên trong toàn bộ đều là chọn lựa chỉnh tề đặt thù quả thực những thứ này toàn bộ đều là lão hoàng bọn người ở tại bắc cảnh tìm kiếm tới chiến quả quả thực số lượng vượt qua vạn mai thiếu gia những thứ này đặc thù quả thực hết thảy một chấm ba tám vạn hơn trăm viên đều đều ở nơi này các huynh đệ dùng qua siêu nhân hệ lực lượng quả thực tổng cộng hơn hai trăm viên còn lại một mực chưa từng dùng cái kia lão hoàng giữ khung phép chi tiết bẩm báo lấy không tệ những thứ này quả thực lưu lại một nửa để quân tử phân phối cho các huynh đệ tăng lên thực lực còn lại một nửa trở về đô thành tần gia giao vu lão gia tử xử ly. Tần lãng theo tay khẽ vẫy, theo một trong trương lấy ra 10 cái một dạng quả thực. Trước mặt của mọi người ăn vào. Đinh. Chúc mừng ký chủ phục dụng siêu nhân hệ thiên sứ hình quả thực, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên sứ vũ dực độ thuần thục 10. Đinh. Chúc mừng ký chủ phục dụng siêu nhân hệ thiên sứ hình quả thực, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên sứ vũ dực độ thuần thục 12. Đinh. Chúc mừng ký chủ phục dụng siêu nhân hệ thiên sứ hình quả thực, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên sứ vũ dực độ thuần thục 10 10. Bạch. Tại thiên sứ vũ dực độ thuần thục đầy 100 về sau, tầng lãng tùy y giãn ra. Ở sau lưng hắn, có một đôi trắng loãng không vết vũ dực, trong nháy mắt nở rộ. So với dực khả nhi vũ dực, thể tích càng lớn, nhan sắc càng thêm trắng loãng, không có chút nào sặc sỡ tạp mau. Đồng thời cái này vũ dực, đối với tầng lãng mà nói, thì tương đương với một loại đặc thù kề bên người V cũ ca, khí đồng dạng. Có thể tùy thời thi triển, cũng có thể tùy thời thu hồi, không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt. Đứng ở phía sau Dực Khả Nhi, nhìn qua tầng lãng sau lưng cái kia trắng tinh không tì vết vũ dực, nhất thời ở giữa, ngập nước trong mắt to, toát ra vẻ si mê. Nàng đến bây giờ mới phát hiện, tầng lãng dài đến rất đẹp a. À. Chi Lan Ngọc Thụ, có một không hai chi tư. Nhất là sau người cặp kia vũ dực, hoàn toàn sinh trưởng ở nàng tâm khảm khảm phía trên. Tim chúng mình biết quảng cáo cô quốc sẽ khiến quy độc giả khó chịu khi trải nghiệm, nhưng chúng mình đang gặp khó khăn về chi phí duy trì và phát triển website nên buộc phải chèn quảng cáo pop-up trong một vài tháng, chúng mình chân thành xin lỗi và mong quy độc giả thông cảm. Hoặc nếu bạn cảm thấy phiền, bạn có thể ủng hộ đọc tại website khác trong hệ thống của chúng mình tại link tương ứng. https litonvon vn twin, 1182, ten, du Chương 1183, đánh vào dị tộc nội bộ. Thần, tầng lãng mọc một đôi cánh cùng dực khả nhi ngược lại là thành trời đất tạo nên một đôi. Lâm ấu sở nhìn qua tầng lãng sau lưng một hai cánh, thuận miệng cảm thán lên tiếng. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu y. Không không không. Không có, cái nào cái nào nơi nào có. Dực khả nhi vừa căng thẳng kích động, lần nữa không kềm được, lắp bắp, ấp úng lầu bầu. Chú y tới tô tiểu tiểu chúng nữ ánh mắt hướng về chính mình nhìn tới. Nàng nhất thời cúi đầu xuống, sau lưng một đôi vũ dực, cũng theo đó bày ra đập tại lâm ấu sở sung mãn ở ngực, đem xô đẩy qua một bên. đúng đúng đúng. thật xin lỗi, ta ta ta. ta không không phải cố y. dực khả nhi rũ xuống cái đầu, vũ dực khóa chặt ở sau lưng, nàng khoáy động lấy thon dài ngón tay trắng nõn, trắng tươi đẹp ướt át cánh môi. không dám nhìn tới hướng tầng lãng phương hướng. sau lưng thuần cánh chim màu trắng, từ từ phủ lên phía trên màu hồng. ta thì thuận miệng nói a, à, tưởng thật a. À. lâm ấu sở quá sợ hãi. nàng nơi nào sẽ nghĩ đến? Dực khả nhi thế mà lại như thế chịu không được đùa, vũ dực đều biến nhan sắc. Như thế ngượng ngùng sao? Ấu sở, ngươi đừng nói trước. Tô tiểu tiểu oán trách nhẹ giọng, sau đó ông dực khả nhi, nhỏ giọng an ủi, khả nhi, chớ khẩn trương, ấu sở nàng cũng là mở cái trò đùa, ngươi đừng coi là thật. Từng ân, ta biết. Dực khả nhi nặng nề mà gật đầu. Dựa theo tô tiểu tiểu trước kia dạy bảo, lấy tay ở bên trái tim, nhẹ nhàng đập, trong nội tâm không ngừng lặp lại mặt niệm không sợ. Từ từ, vũ dực phía trên màu hồng phấn biến mất về sau đổ nát vụn thành một vòng ánh sáng lần nữa ẩn nặc biến mất không thấy gì nữa tần lãng đối với cái này cũng không có quá cảm thấy ngoài y muốn cái này đặc thù quả thực ban đầu cái kia sẽ từ những người khác ăn vào sườn sinh hai cánh có thể tự do bay lượn tại chân trời ở giữa sau đó vị diện đại kiếp bên trong thậm chí có mấy tên đặc thù quả thực người dùng còn bị dực tộc mời chào đến dưới trướng dù sao tại dực tộc trong mắt không có cánh đều là dị tộc đã mọc cánh vậy thì tương đương với là người một nhà có cánh hắn ở một mức độ rất lớn có thể thu hoạch được dực khả nghi càng đại trình độ tin cậy đồng thời còn có thể lừa gạt những chủng tộc khác để ngoại tộc nghĩ lầm hắn là dực tộc cái này cũng là kế hoạch một bộ phận thiếu gia lão hoàng bọn hắn lần này tại bắc cảnh chịu nhiều đau khổ cùng ngoại nhân xê cướp đoạt quả thực quá trình bên trong không chỉ một lần bản thân bị trọng thương lần này lão hoàng bọn người làm cư công đầu đây này quân tử kinh sợ tại tầng lãng trước mặt thay lão hoàng bọn người tranh công đương nhiên những lời này toàn bộ đều là Tần Lãng dạy hắn nói. Quân tử cũng lòng dạ biết rõ thiếu gia y tứ, càng sinh lòng khâm phục. Tần Lãng lấy ra năm cái địa cấp đang dược, ném hướng lão hoàng, phân phó nói, đã quân tử đều nói như vậy, ta cũng không thể quá keo kiệt. Viên thuốc này, chính ngươi phục dụng, có thể đem thực lực tăng lên đến địa giai cảnh giới, còn lại bốn cái để huynh đệ dùng thủy hóa mở, tấn công lao phân phối. Người nào công lao lớn, ngươi trong lòng mình cũng có cân nhắc. Đa tạ thiếu gia. Lão hoàng tràn đầy một mực cung kính cúi đầu, cảm động đến rơi nước mắt. Đồng thời, hắn khóe mắt quét nhìn, liếc nhìn quân tử phương hướng, cũng có được cảm động. Toàn bộ bảo tiêu đội ngũ bên trong, hắn ai cũng không phục, duy chỉ có phục tùng quân tử quản ly. Trước kia là, sau này cũng chắc chắn như thế. Làm thiếu gia trong lòng số thứ hai tâm phúc, lão hoàng đã thỏa mãn. Hàng huyên một lát sau, lão hoàng bọn người mang theo hồng gỗ rời xa, quân tử cũng theo sát phía sau. Nhìn qua một đoàn người bóng lưng, tần lãng ngáp một cái, có chút mệt mỏi không hoạn quả mà mắt không quân. Nhiều khi, vấn đề thường thường là ở bên trong sinh ra, như là không thể đem nội bộ chế tạo thùng sắt một khối. Thường thường sẽ mang đến khó có thể dự đoán phụ diện ảnh hưởng. Các phương các mặt, hắn cũng không có cách nào thời khắc bận tâm, chỉ có không gián đoạn đem tâm bụng quân tử địa vị cất cao. Để cho hắn trở thành bảo tiêu đội ngũ bên trong một cái đầu lĩnh, đồng thời cũng là trọng tài giả. Mới có thể giảm bớt hắn rất lớn áp lực. Thật dài thư giãn một ngụm trọc khí, tần lãng quay đầu, nhìn qua giật khả nghi phương hướng, Quắc nói: "Dực Khả Nhi, ngươi qua đây, ta có việc muốn theo ngươi nói chuyện." Dực Khả Nhi tại chúng nữ dưới ánh mắt, đi lại liên tục khó khăn tiến lên, chỉ dám có nửa cái bờ mông, ngồi ở trên ghế salon, có chút bất an lường tầng Lãng liếc một chút, lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, yếu âm thanh nói thầm: "Ngươi có cái gì? Sự tình tìm ta." Tầng Lãng mang trên mặt nụ cười ấm áp, nhẹ giọng nói: "Nếu như tin tức của ta không sai, tựa hồ các ngươi những thứ này vị diện khác chủng tộc, bí mật ở giữa đều có liên hệ a." thậm chí có mấy cái cùng dực tộc không kém nhiều vị diện, liền những cái kia thần tử thần nữ, đều buông xuống tại Lam Tinh. Đồng thời các ngươi định kỳ đều sẽ tụ tập cùng một chỗ, thương thảo bước kế tiếp hành động, cũng hoặc là là suýt duyên tin tức, liên thủ đi đoạt lấy cơ duyên. Ta người này đâu, khác không tốt, cũng là đặc biệt tốt kết giao bằng hữu, nhất là vị diện khác chủng tộc, ta muốn mượn cơ hội này, cùng bọn hắn đụng tới một mặt, không biết ngươi có nguyện y hay không mang ta đi xem một chút. Dực khả nhi nghe vậy, ngập nước trong mắt to, tràn đầy cảnh giác, nàng nhanh chóng lắc đầu, cự tuyệt nói, không được. Không thể, mang ngươi, đi qua. Ngươi, khẳng định, không có an, hảo tâm. Tần lãng có chút không cao hứng sụ mặt, tức giận nói, ta trong mắt ngươi, cũng là như thế không người đáng giá tín nhiệm. Không phải. Dực khả nhi tiếp tục lắc đầu, nàng ngậm miệng, mi đầu nhíu chặt, có chút không thói quen đưa tay ở sau gáy gãi gãi, bọn hắn, kế hoạch, xâm chiếm, lam tinh. Nghe được, ngươi biết, sinh ký. Còn có, chúng ta, quy định, không thể, dẫn người, tham gia. Người này, tự nhiên chỉ là nhân loại, mà không phải đặc biệt người nào. Cho nên y của ngươi là, bọn hắn xâm chiếm lam tinh kế hoạch, ta cái này con người không thể đi dự thính, thì để bọn hắn yên lặng kế hoạch, một bước cuối cùng bước xâm chiếm chúng ta lam tinh, để nhân loại chúng ta trở thành còn lại chủng tộc khôi lỗi hoặc là nô lệ. Tần lãng sụ mặt, tức giận lạnh giọng, đúng, ta đích xác không có y tốt, thậm chí muốn đem những dị tộc kia một mẻ hốt gọn, có thể ta cũng chỉ là vì bảo hộ lam tinh, bảo hộ chúng ta sinh tồn gia viên. Chẳng lẽ lại, ở trong mắt ngươi, ta liền bảo vệ mình gia viên tư cách đều không có, muốn để ta, muốn để nho nhỏ các nàng, toàn bộ đều trở thành chủng tộc khác nô lệ sao? Nghe vậy, ở một bên lâm ấu sở, nhất thời quá sợ hãi, chỉ giật khả nhi cái mũi, đứng tại đạo đức điểm cao, chỉ rõ, cốt ngươi cái giật khả nhi, tại trong biệt thự, chúng ta tạo điều kiện cho ngươi ăn, tạo điều kiện cho ngươi uống. Kết quả ngươi thế mà không phải đứng tại chúng ta bên này, còn nghĩ đến cùng cái khác những tên khốn kiếp kia thông đồng làm bậy, muốn để chúng nó chiếm lĩnh gia viên của chúng ta? ngươi thật là ác độc độc tâm nha. Không có. Ta không, như thế, nghĩ tới. Dực Khả Nhi dùng sức lắc đầu. Các nàng dực tộc đến Lam Tinh, chỉ là vì đoạt được cơ duyên, chưa bao giờ từng nghĩ xâm chiếm Lam Tinh, càng không có nghĩ qua muốn trở thành xâm lớn giả. Tim chúng mình biết quảng cáo cô quốc sẽ khiến quy độc giả khó chịu khi trải nghiệm, nhưng chúng mình đang gặp khó khăn về chi phí duy trì và phát triển website nên buộc phải chèn quảng cáo cô quốc trong một vài tháng, chúng mình chân thành xin lỗi và mong quy độc giả thông cảm. Hoặc nếu bạn cảm thấy phiền, bạn có thể ủng hộ đọc tại website khác trong hệ thống của chúng mình tại link tương ứng. https laytonvn vn com 1183 danh Vào, di Tóc, noi bo chương 1184 tìm được dị tộc Sào huyệt. đây là nàng phụ thần chính miệng cùng lời nàng nói. các nàng dực tộc cùng chủng tộc khác cũng không cùng. là tốt tộc quần chưa từng có nghĩ tới xâm chiếm chủng tộc khác gia viên. đã ngươi không có nghĩ qua vì cái gì không thể mang tần lãng đi qua, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Ngươi không làm, cũng là tại thông đồng làm bậy. Hoàn toàn chính xác, ngươi không nợ nhân tình của chúng ta, nhưng là tiểu tiểu đâu. Nho nhỏ đối đãi ngươi tốt bao nhiêu, chính ngươi cũng nhìn ở trong mắt, chẳng lẽ lại, ngươi liền muốn nhìn lấy nho nhỏ, bị những tên khốn kiếp kia khi dễ sao. Không thể không nói, bàn về dỗi người, tại chỗ thì không có một cái nào là lâm ấu sở đối thủ. Duy nhất tám lạng nửa cân ninh thiên thiên, lúc này còn tại cùng sáu vị sư tỷ phục dụng địa cấp đang dược tại đột phá cảnh giới. Không có Ninh Thiên Thiên kiềm chế Lâm Ấu Sở, chiến lực tăng mạnh, chỉ giật Khả Nhi cái mũi, một trận đổ ập xuống quát lớn. Chỉ giật Khả Nhi rũ xuống cái đầu, đều không dám nhìn tới Tô Tiểu Tiểu phương hướng. Không có. Ta thật, không có, nghĩ tới. Đồng lưu, hợp hư. Dực Khả Nhi dùng sức lung lay đầu. Được thôi, ngươi không có nghĩ qua thông đồng làm bậy, cái kia thì không có nghĩ qua đi, chúng ta cũng không ép bách ngươi, ngươi thích nghĩ như thế nào nghĩ như thế nào, thích làm thế nào liền làm như thế đó. Nho nhỏ, chúng ta sau này chớ cùng cái này dị tộc nhân liên lụy quá sâu, tránh khỏi sau này gặp phải phiền phức, còn cần chúng ta giúp đỡ. Chỉ có chúng ta giúp phần của nàng, nàng thì chưa từng có nghĩ tới, muốn tại năng lực chính mình phạm vi bên trong, giúp chúng ta chiếu cố. Lâm ấu sở lôi kéo tô tiểu tiểu, một bộ muốn cô lập dực khả nhi tư thế. Tô tiểu tiểu nội tâm mềm mại, nhìn lấy giật khả nhi cái này đáng thương bộ dáng, trong lòng suy nghĩ an ủi có thể vừa thấy được thiếu gia như vậy vẻ mặt nghiêm túc nhất thời lại đem mềm mại nội tâm cho che giấu nàng có thể có lòng thương hại nhưng nếu là phần này thương hại cùng thiếu gia sinh ra xung đột nàng sẽ tận lực áp chế chính mình bản năng tuyệt không cho thiếu gia mang đến phiền phức khả nhi muốn không ngươi rời đi nơi này đi chúng ta vốn chính là khác biệt chủng tộc ly niệm cũng không giống nhau nếu như muốn để ta đi cùng một cái không để y của chúng ta gia viên bỏ mình dị tộc kết giao bằng hữu ta không có cách nào làm đến thật xin lỗi Tô Tiểu Tiểu bất đắc dĩ nhìn lấy Dực Khả Nhi phương hướng, thổn thức thở dài. Oanh. Dực Khả Nhi trong đầu oanh minh một mảnh. Lâm ấu sở chỉ rõ, sẽ chỉ làm nàng lòng sinh ấy nấy. Có thể Tô Tiểu Tiểu xa lánh, lại là để cho nàng như bị sét đánh. Đoạn này thời gian ở chung, nàng thật sâu cảm nhận được Tô Tiểu Tiểu thiện lương, đợi nàng như là thân tỷ tỷ đồng dạng, dù là nàng làm sao cũng học không được, cũng thủy chung chưa từng phàn nàng, càng thêm chưa từng quở trách. Sẽ chỉ không sợ người khác làm phiền tiếp tục dạy bảo nàng, thậm chí cho nàng khen thưởng. Tại trong biệt thự, Tô Tiểu Tiểu đối nàng chiếu cố, tỉ mỉ chu đáo, chi tiết chỗ liền cho nàng phụ thần, đều không cách nào so sánh. Nếu là thật cùng Tô Tiểu Tiểu mỗi người đi một ngã, nàng trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận. Huống chi, muốn là nàng thật không giúp tần lãng một tay, có lẽ không lâu sau tương lai, Lam Tinh thật sẽ bị những chủng tộc khác xâm chiếm. Đến lúc đó Lam Tinh lâm vào loạn chiến, Tô Tiểu Tiểu có thể không có thể sống sót, đều sẽ trở thành một cái vấn đề rất lớn. Dù là nàng thân là dực tộc tiểu công chúa, cũng không có mười phần lực lượng, có thể đem Tô Tiểu Tiểu cùng Tần Lãng đám người Hoàng Mỹ che chở." Hô. Dực Khả Nhi tiếng hít thở càng to khỏe, gấp rút. Nàng ngập nước trong đôi mắt, tràn đầy xoáng suy cùng ngưng trọng. Trầm ngâm rất lâu, Dực Khả Nhi mới chậm rãi nhìn về phía Tần Lãng phương hướng, cắn môi muối, tràn đầy nghiêm túc nói, "Có thể mang ngươi đi qua, nhưng là, ngươi muốn đáp ứng ta một cái yêu cầu." "Yêu cầu gì? Ngươi cứ việc nói, chỉ cần có thể giải quyết phiền phức ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi." tần lãng trong mắt có y cười. Hắn đổ là không nghĩ tới, chỉ dựa vào lấy lâm ấu sở cùng tô tiểu tiểu ngôn luận bức bách, liền để cho dực khả nhi thỏa hiệp. Hắn cái này chuẩn bị xong một phen giọng dạc diễn giảng từ bản thảo, đều còn chưa sử dụng đây. Tỉnh không ít phiền phức. Dực khả nhi tiến đến tần lãng bên tai, nhỏ giọng lầu bầu lấy. Chờ hắn ngồi khi trở về, trên gương mặt đã đỏ bừng một mảnh. Tần lãng khóe miệng hơi hơi run rẩy, sắc mặt có chút xấu hổ. Yêu cầu gì? Sẽ không phải là lấy thân thể trả nợ a? Lâm ấu sở gương mặt không thể tưởng tượng. Nàng nhìn về phía Dực Khả Nhi, trong mắt đẹp có cổ quái. Làm sao cũng không nghĩ tới, Dực Khả Nhi cái này tiểu nương môn xem ra thẹn thùng vô cùng, đến thời điểm mấu chốt, thế mà so với nàng sẽ còn nắm chắc cơ hội. Không có. Dực Khả Nhi dùng sức lung lay đầu. Đó là cái gì yêu cầu a, vì cái gì không thể nói ra được để cho chúng ta nghe một chút. Tô Tiểu Tiểu cũng là gương mặt cổ quái, tràn đầy hiếu kỳ nhìn về phía Tần Lãng. Thật nghĩ nghe. Tần Lãng liếc qua Tô Tiểu Tiểu, mang trên mặt cười khổ, muốn nghe, ngươi qua đây. Tô tiểu tiểu chậm rãi tiến lên, không đủ thân thể, đem lỗ tai tiến đến tầng lãng bên miệng. Tầng lãng hô hấp, đập tại tô tiểu tiểu trong suốt vành tai phía trên, nghiêm túc nói, dực khả nhi nói về sau để cho ta đếm xem, đừng đếm được nhanh như vậy. Tô tiểu tiểu nhất thời nháo cái đỏ thẩm mặt, tràn đầy xấu hổ trừng dực khả nhi liếc một chút. Làm sao cũng không nghĩ tới, dực khả nhi thế mà lại đưa ra yêu cầu như vậy. Dực khả nhi lệch ra cái đầu, gương mặt hoang mang. Vì cái gì, cảm giác tô tiểu tiểu giống như không dáng vẻ cao hứng đâu. Trong nội tâm nàng chỉ có một cái y nghĩ, thì là muốn báo đáp tô tiểu tiểu. Lúc trước nhìn thấy một màn kia, tại nàng tâm linh nhỏ yếu bên trong lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nàng cảm giác tô tiểu tiểu hẳn là không thích, chí ít nghe, là rất khó lấy chịu đựng, đồng thời thống khổ. Nàng chỉ là muốn làm dịu tô tiểu tiểu thống khổ, vì cái gì xem ra, giống như là làm sai chuyện. tt Dực khả nhi đau đầu muốn nứt, ông lấy cái đầu nhỏ dưa, nghiêng lệch TTL kịp ngã xuống ở trên ghế salon, kêu trên lên tiếng, a a a a. Lại muốn dài đầu óc. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên mệnh phản phái giá trị về 1.000. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên mệnh phản phái giá trị về 1 200 Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên mệnh phản phái giá trị về 1.000. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên mệnh phản phái giá trị về 1.002. Đinh. Chúc mừng ký chủ phát động bị động kỹ năng tăng phúc, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên mệnh phản phái giá trị 16.000. Tại trong biệt thự chờ đợi 2 ngày, một chút đền bù đối lâm ấu sở thua thiệt về sau. Tần lãng liền đi theo dực khả nhi cùng nhau rời đi biệt thự. Hắn là bóc lấy một chút trở về, biết được dị tộc tụ hợp thời gian gần, cũng không có ở bên ngoài lãng phí thời gian. Dựa theo dực khả nhi chỉ thị, tần lãng một đường nhanh như điện chất. Rốt cục trước lúc trời tối, đi vào một chỗ chim không thèm ị địa giới. Trung quanh khắp nơi đều là hoang sơn giả lĩnh, liền bóng người đều không gặp được, xanh ung tươi tốt, đều là liên miên lâm mộc. Còn có một chỗ địa giới, một mảnh cháy đen, cũng không biết là lúc trước thiên lôi dẫn nổi giận tai, vẫn là có những cường giả khác, ở chỗ này tranh đấu gây nên. Chính là chỗ này, ta lúc trước tới qua, chỉ bất quá khi đó là dực tộc hộ vệ mang ta tới, đến mức làm sao đi vào, ta cũng không biết phương pháp. Đơn độc cùng tần lãng ở chung lúc, dực khả nhi sử dụng dực tộc ngôn ngữ, cũng sẽ không có trong lời nói khó khăn. Nàng ánh mắt tứ phương, chỉ cái kia một mảnh cháy đen khu vực, dựa theo vị trí, hẳn là tại cái kia một khu vực, bên trong có một chỗ kết giới, nếu là không phát động cơ quan, là không có cách nào tiến vào đặc biệt khu vực. Lời nói vừa dứt, trong rừng sâu núi thẳm, có rét lạnh tiếng hừ lạnh vang lên. Dực tộc thật to gan, lại dám dẫn nhân loại trong đến đây, là phản bội chúng ta minh ước, tận lực muốn xê, hết phải không? Tim chúng mình biết quảng cáo pop quốc sẽ khiến quy độc giả khó chịu khi trải nghiệm nhưng chúng mình đang gặp khó khăn về chi phí duy trì và phát triển website nên buộc phải chèn quảng cáo pop-up trong một vài tháng. Chúng mình chân thành xin lỗi và mong quy độc giả thông cảm. Hoặc nếu bạn cảm thấy phiền, bạn có thể ủng hộ đọc tại website khác trong hệ thống của chúng mình tại link tương ứng. HTTPS, Lightonvon.vn, Trinh, Thanh Hào Ta Thạc La Giai Phan Phai A, 1184, Tim, Dúc, Di, Tóc, Sao, Hoa. Chương 1185, Lan Hoàng Tử. Dực Khả Nhi mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương, lấy nàng địa giai đỉnh phong thực lực, căn bản thì cảm giác không đến thanh âm là từ cái nào phương hướng truyền đến, càng thêm không cách nào phân biệt ra uy hắc, giúp người thực lực mạnh yếu. Chỉ có thể có tật giật mình, quay đầu nhìn về phía tầng lãng phương hướng, gương mặt bất đắc dĩ cùng sợ hãi. Tần lãng cho dực khả nhi một cái yên tâm ánh mắt, mà hậu thân sau vũ dực, giãn ra, trắng tinh không tì vết. Cử chuyển thiên long quyết, thi triển, có thể so với bán thần cảnh giới bi áp, trong nháy mắt tản mắt ra. Hắn vẫn chưa toàn lực bạo phát, lo lắng sẽ dọa đến những thứ này dị tộc không dám để cho hắn đi vào. Chỉ là lấy bán thần tư thái, nhìn cách đó không xa một cái phương hướng, lạnh lùng quát lớn, ngươi thật to gan, đối với ta dực tộc công chúa, lại dám như vậy mở miệng uy hát thiếp. Nguyên lai là dực tộc cường giả, ngược lại là ta ma lan tộc đường đột. Vừa dứt lời, có một hàng thân ảnh, xuất hiện tại tầng lãng cùng dực khả nhi trước mặt. Sói thủ nhân thân, mặc lấy màu trắng miêu áo khoác bằng da, hoặc nhìn như là phá dở phất nhanh người giàu có. Chỉ là đỉnh lấy từng viên đầu sói, nhưng lại quả thực phá hư không khí. Trong đó cầm đầu, chính là một đầu cùng nhân loại hình thể không kém bao nhiêu tiểu lan. Nó nhìn qua Dực Khả Nhi phương hướng, đầy mắt vẻ si mê mở miệng, Khả Nhi, chúng ta lại gặp mặt. Dực Khả Nhi quay đầu qua, không muốn phản ứng, nhìn về phía tầng lãng, truyền âm nói, vị này là ma lan tộc ma hoàng một mình, lại xưng lan hoàng tử. Ma lan hoàng một thân tu vi, khủng bố cái thế, chính là liền đến phụ thần, đều đối với hắn kiên dè không thôi. Chỉ là, Ma Lan Hoàng trước kia cùng trong tộc cường giả tranh đấu lúc, thương tới căn bản, chưa từng sinh hạ con nối giỏi. Vị này Lan Hoàng tử là Ma Lan Hoàng đăng đỉnh về sau, sủng hạnh 3.000 Ma Lan tộc mỹ nữ, duy nhất sinh hạ một mình, 10 phần bảo bối, ngươi ngàn vạn không thể làm loạn, càng không thể thương tới này tính mệnh. Nàng như vậy căng dặn, cũng là sợ hãi tần lãng sẽ lung tung xuất thủ. Nếu là thật sự chém dê kiết Lan Hoàng tử, sợ là Ma Lan Hoàng sẽ cưỡng ép việc vị mặt mà đến, cùng tần lãng ngươi xê hết ta sống. Cục diện như vậy, không phải nàng nguyện y nhìn đến. Khả Nhi, ngươi vì cái gì không để y ta, không nói chuyện với ta? Ngươi nói cho ta một chút có được hay không? Chúng ta đều đã gặp nhiều lần mặt, ngươi mỗi lần đều không để y ta. Ngươi có biết hay không, ngươi dạng này lòng ta rất đau ai? Lan Hoàng Tử che ngực vị trí, nhìn qua giựt Khả Nhi, tràn đầy vẻ thống khổ. Khá lắm. Tần lãng nhìn thấy một màn này, trực tiếp một cái khá lắm. Thế này sao lại là cái gì Lan Hoàng Tử? Rõ ràng cũng là một cái liếm cẩu A. Không đúng, phải nói là một đầu liếm sói. Khả Nhi. Ngươi không nói lời nào cũng được, ngươi nhìn ta có được hay không? Ngươi nhìn ta anh Tuấn khuôn mặt, ngươi nhìn ta cái này bén nhọn răng nanh, nhiều gợi cảm A. À. Lan Hoàng tử tiến lên trước, chỉ chỉ chính mình sói đầu, vừa chỉ chỉ chính mình bén nhọn răng nanh. Tận khả năng dựa theo bọn chúng ma lan tộc quan niệm thẩm mỹ, triển lộ lấy chính mình anh Tuấn phi phàm. Ngươi ngươi ngươi. Ngươi cách ta xa xa điểm. Dực Khả Nhi bị hung điên cùng lui lại, che miệng mũi một mặt tức giận trừng lấy lan hoàng tử phương hướng. Trách không được khả nhi ngươi không chịu nói chuyện với ta, nguyên lai like ngươi là một người cà lâm. Ngươi là lo lắng ta ghét bỏ ngươi, cho nên không nguyện y tại trước mặt của ta, bại lộ ngươi là cà lâm sự thật đúng hay không? Khả nhi, ngươi làm sao lại nghĩ như thế nhỉ? Từ lúc ta tại Lam Tinh nhìn thấy ngươi mặt thứ nhất đến nay, ta thì không có thuốc chữa yêu mến ngươi, ta đối với ngươi tựa như phát điên mê muội mỗi lần sau khi trở về, ta đều chờ mong lấy có thể sớm đi gặp ngươi lần nữa. Ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu thích ngươi. Ta căn bản sẽ không quan tâm ngươi có phải hay không cà lâm. Coi như ngươi là cà lâm, ta cũng giống vậy sẽ thích ngươi. Ta đối với ngươi thích, không phải cà lâm không cà lâm liền có thể che giấu. Lan hoàng tử hùng hổ dọa người, hướng về dực khả nhi điên cuồng tới gần. Ép dực khả nhi liên tục lùi lại, cuối cùng bất đắc dĩ trốn đến tầng lãng sau lưng. Nếu lấy gốc áo của hắn, đem hắn hướng mặt trước đẩy, tức giận truyền âm nói: Ngươi giúp ta giải quyết cái phiền toái này, cái này Lan hoàng tử quá đáng ghét mỗi lần đều là như vậy ta nói dực tộc ngôn ngữ nó căn bản nghe không hiểu nhưng muốn là nói nhân loại lời nói ta liền biết nó sẽ nói ta kết ba ta ghét nhất người khác nói ta kết ba khụ khụ tần lãng nắm tay đặt ở bên miệng vừa muốn mở miệng lan hoàng tử đã tiến đến trước mặt của hắn đùng đùng không dứt một trận phát ra ngài là khả nhi thúc thúc vẫn là dực thần vị nào thân thích ngài giúp ta một chút giúp ta thuyết phục khả nhi có được hay không ta thật ưa thích khả nhi ngài giúp ta một lần chỉ cần khả nhi đáp ứng đi cùng với ta, ta cam đoan cho ngươi không tưởng tượng được chỗ tốt. sói hoàng tử điện hạ, ngươi buổi tối ăn tỏi đi. tần lãng cau mày, có thể ngửi được một cổ nồng đậm tỏi vị. lan hoàng tử lắc đầu, đưa tay ngăn tại bén nhọn miệng trước, hô thở ra một hơi, hít hà, lắc đầu nói, là có chút vị đạo, bất quá ta không có ăn tỏi a, à, ta ăn chính là tỏi dung tôm nhỏ. một dạng. tần lãng liếc mắt, đối với vị này lan hoàng tử đầu cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ cũng không biết ma lan tộc đều là cái này cái đầu vẫn là vị kia ma lan hoàng thương tới căn cơ liền xem như hao phí đại đại giới sinh hạ con nối giỏi cũng lưu có nhất định ảnh hưởng hắn ngữ khí trầm trọng dặn dò muốn truy cầu nữ hài tử ngươi thì muốn chú y hình tượng của mình không chỉ có muốn chú y mình càng thêm muốn vì nữ hài tử làm ra cải biến cải biến thành nàng ưa thích dáng vẻ mà không phải ngươi tự cho là đúng dáng vẻ tuy nhiên nghe được không hiểu nhiều lắm nhưng là ngươi nói rất có ly dáng vẻ xem ra khả nhi cũng không thích khẩu vị của ta lần sau ta không ăn tỏi dung tôm nhỏ Lan hoàng tử nghiêm nghị gật đầu im lặng lui lại tần lãng thì là ở trong lòng buồn cười mặc kệ cái này Lan hoàng tử làm sao cải biến nó cùng dực khả nhi cũng không được a à. căn bản cũng không phải là một chủng tộc đồng thời quan niệm thẩm mỹ chênh lệch quá nhiều không nói hắn định lấy một viên sói đầu liền xem như đầu người không mọc cánh dực khả nhi cũng không lọt nổi mắt xanh nha đương nhiên loại này có tác dụng tin tức, hắn cũng không thể lại cùng Lan Hoàng tử nói. Ngươi dạy nó cũng vô dụng, ta không thích nó, trước kia là, về sau cũng là. Dực Khả Nhi tự hồ có chút sinh khí, phòng má, ngập nước trong mắt to, hòa hợp nộ khí. Tự hồ là đang đối tầng lãng vừa rồi ngôn ngữ, cảm thấy bất mãn. Ta vốn là cũng không có tính toán để ngươi thích nó a, à, chỉ là thuận miệng đánh ra thôi. Bất quá ngươi nói như vậy, ngược lại để ta có chút hiếu kỳ, ngươi vị này thiên kiều bá mỹ dực tộc tiểu công chúa, đến cùng thích gì dạng dực tộc, Lúc trước ngươi mấy vị kia phản đồ hộ vệ, có thích hay không? Dực Khả Nhi quả quyết lắc đầu, không thích. Nàng đối mấy vị kia hộ vệ, vốn là không có hắn tình cảm của hắn, khi biết hắn là phản đồ về sau, càng là lòng sinh chán ghét. Vậy ngươi ưa thích dực tộc bên trong, theo ngươi một cái hình thể tuấn lãng dực tộc. Tần Lãng lần nữa truy vấn. Dực Khả Nhi tiếp tục lắc đầu, không thích. Cái này không thích, cái kia không thích, vậy ngươi thích gì dạng loại hình? Tần Lãng mặt lộ vẻ cười nhạo, có chút hăng hái đánh giá Dực Khả Nhi không nói cho ngươi. Dực Khả Nhi bỏ qua một bên đầu, đũng niệu giống như hừ hừ một tiếng, nhìn thấy chỗ kia cháy đen khu vực, có quan mang lóng lánh. Nàng chỉ trống rỗng xuất hiện một cánh cửa, vui mừng nói, kết giới cửa lớn mở ra. Trước đó đến thời điểm, đều là hộ vệ bọn hắn mở ra, ta cũng không có xuất thủ. Lần này chúng ta có thể theo Ma Lan tộc Ma Lan, cùng nhau tiến vào. Tin chúng mình biết quảng cáo cô quốc sẽ khiến quy độc giả khó chịu khi trải nghiệm. Nhưng chúng mình đang gặp khó khăn về chi phí duy trì và phát triển website nên buộc phải chèn quảng cáo cô up trong một vài tháng. Chúng mình chân thành xin lỗi và mong quy độc giả thông cảm. Hoặc nếu bạn cảm thấy phiền, bạn có thể ủng hộ đọc tại website khác trong hệ thống của chúng mình tại link tương ứng. https liteonvol vn Trong 1185 lang, Hoang Tu Chương 1186 Hồ Tộc Giá Lâm Ở mảnh này cháy đen khu vực, có một đảo trắng sáng sắc môn hộ, đột ngột tọa lạc trong đó. Ma Lan tộc một đoàn người tại ở gần, Lan hoàng tử không ngừng mà quay đầu, hướng về Dực Khả Nhi ngoắc, thúc giục nói, "Khả Nhi, ngươi cùng lên đến a, bằng không còn phải lại mở ra một lần môn hộ, rất phiền phức." Đáng ghét. Dực Khả Nhi lật ra cái lường nguy, tâm không cam tình không nguyện đuổi theo. Một đoàn người càng qua môn hộ, trước mặt sáng tỏ thông suốt. Cháy đen khu vực, biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một chỗ huy hoàng cung điện bên trong. Trường cột chạm trổ, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Tại trong cung điện bên trong, phân biệt rõ ràng phân chia lấy khu vực có khu vực trưng bày mấy cái rộng lớn dựa vào ghế dựa liền đến tầng lãng đi đến trước mặt đều còn không có ghế cao chúng ta dực tộc vị trí ở chỗ này dực khả nhi không tránh hiềm nghi lôi kéo tầng lãng tại dực tộc khu vực ngồi xuống đối diện phương hướng chính đối ma lan tộc lan hoàng tử nhìn quanh một vòng cũng không có nhìn thấy thân ảnh đùa, thử da răng cười liệt mặt miệng hướng về phía dực khả nhi mở miệng nói khả nhi xem ra chúng ta ma lan tộc cùng dực tộc là lớn nhất tới trước hai chúng ta có thể thật là có ăn y a à? muốn là lúc sau cùng một chỗ cũng sẽ không xuất hiện mâu thuẫn dù sao chúng ta như thế ăn y đương nhiên liền xem như có mâu thuẫn ta về sau cũng sẽ nhường ngươi chiếu vào nhân loại ngôn ngữ đó chính là ngươi để cho ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây ngươi để cho ta truy khôn ta tuyệt không đuổi chó không là cái gì y tứ giật khả nhi lệch ra cái đầu nàng đích xác không muốn phản ứng lan hoàng tử nhưng không biết sao nàng muốn biết bạo rạp quả thực chưa từng nghe qua cái này hình dung từ gà a hẳn là gà y tứ đi ta cũng không biết ai ta xoát nhân loại nhỏ video thời điểm ta nói chuyện gà bọn hắn liền nói ta là tiểu hắc tử khả nhi ngươi cũng biết chúng ta ma lang tộc tuy nhiên có lông đen chủng loại nhưng ta không phải là ai ta là tôn quy lông trắng sói nói ta cái gì đều có thể thì là không thể nói ta tiểu hắc tử cho nên ta liền đem gà đổi thành khôn để hình dung a ngươi nói ta có phải hay không rất thông minh Lan Hoàng tử vẽ mặt thành thật nhìn chầm chầm giật Khả Nhi. Ánh mắt kia nhìn giật Khả Nhi, một trận rụt rè. Có thể tần lãng lại là có khác cảm khái. Muốn là những cái kia đám dân mạng biết bọn hắn mắng tiểu hắc tử, thì ra là như vậy một vị Lan Hoàng tử, bọn hắn còn có thể mắng cửa ra vào sao? Chân thành, mới là tất sát kỹ A. ầm ầm, Rất nhanh, cửa phía ngoài hộ lần nữa mở ra, có một đám loại người dị tộc, chậm rãi đi tới. Tuấn Nam tịnh nữ tổ hợp, dung mạo phi phàm, khí tràn bất người tại những thứ này dị tộc sau lưng, có lông xù cái đuôi, rộng rãi lại lông tóc mềm mại, xem ra rất tốt lục dáng vẻ. Những này là hồ tộc cường giả, dẫn đầu vị kia hồ hoàng tử, nghe nói thiên phú dị bẩm, đã mở lục vĩ, sau này tất nhiên là thần cảnh bên trong cường giả. Chính là hiện tại, cũng đã là thiên giai đỉnh phong, tại chúng ta cái này tuổi trẻ đệ nhất bên trong, hắn thực lực có thể đứng vào hàng đầu. Dực khả nhi truyền âm, tại cáo tri tầng lãng những thứ này vị diện khác cường giả tin tức. Ma lang tộc không thể trêu chọc, vị này hồ tộc hoàng tử, đồng dạng cũng không thể trêu chọc. Mở lục vĩ hồ tộc, nếu là sau này tu luyện không xảy ra vấn đề lớn, tất nhiên là một tên thần cảnh cường giả. Muốn là xảy ra bất trắc, hồ tộc bên kia tất nhiên cũng sẽ bê cạo đê rộng. Chỉ tiếc, phụ thần nói, cái này hồ tộc lấy nữ tính vi tôn, cái này hồ hoàng tử lại là cái nam tính. Nếu là hắn là một cái mẫu hồ ly, sợ là tại hồ tộc địa vị, muốn càng thêm cao thượng. Thậm chí có khả năng bị hồ tộc nữ hoàng thâm định vì đời tiếp theo người thừa kế dực khả nhi tại thay hồ hoàng tử thổn thức đồng dạng cũng là tại thay mình bất bình các nàng dực tộc lấy nam tính vi tôn phụ thần liền xem như muốn chọn định người thừa kế khẳng định cũng là nàng vị nào ca ca không giống nàng một cái nữ hài tử lại thế nào bị cưng chiều cũng không thể lại kế vị dực thần đẹp mắt hồ ly tinh ai nói ngươi đâu ngươi a cũng là ngươi lan hoàng tử chỉ hồ hoàng tử sau lưng một nữ tử lo lắng hô hoáng gặp không ai trả lời lan hoàng tử bước nhanh về phía trước giống như là não tử thiếu một cái dây cung giống như, đẩy ra hồ hoàng tử, đi vào một tên khuôn mặt mị hoặc nữ tử trước mặt. Nó lúng túng áp chế bàn tay, khắp khuôn mặt là co quắp chi sắc, hắc hắc đùa, thử, da, răng, cười, liệt, mặt, miệng, nói, ngươi tên là gì a à, có thể nói cho ta biết không? Ta gặp được ngươi thứ nhất mắt, liền phát hiện ngươi không giống bình thường vẻ đẹp, ngươi cùng cái khác mẫu hồ ly cũng không giống nhau, tuy nhiên ngươi nấp rất kỹ, nhưng là ta lại có thể ngửi được trên người ngươi không phải bình thường quy khí chính là cái này hồ hoàng tử tại trước mặt của ngươi, cũng không tính cái gì. Ngươi có thể đi cùng với ta sao? Đột nhiên, Lan hoàng tử cấp tốc tới gần. Chính là hồ băng thấm cũng là không khỏi nhăn đầu lông mày, nhưng rất nhanh, nàng nhíu lên mi đầu lại là giãn ra, không đủ thân thể, mềm mại mở miệng, Lan hoàng tử thân phận tôn quy, nô tỳ không dám. Cái gì có dám hay không? Ta lại không nói thân phận của mình cao quy đến mức nào, ngươi làm gì như thế hạ thấp chính mình đâu. Tuy nói ngươi chỉ là hồ hoàng tử một cái tỳ nữ, nhưng ta không phải là loại kia để y thân phận địa vị sói. Yêu mến vô địch. Chỉ cần trong lòng có thích, tất cả khoảng cách, đều có thể sang bằng. Lan hoàng tử không buông tha. Mặc dù là đầu một lần nhìn thấy vị này mẫu hồ ly, nhưng nó đã thật sâu yêu mến đầu này mẫu hồ ly. Thì cùng yêu mến giật khả nhi một dạng, không hề có đạo ly. Lan hoàng tử, ngươi tại ta hồ tộc như mang vậy dày vò, khó tránh khỏi có chút quá làm càng a. À. Hồ hoàng tử tuấn lãng trên khuôn mặt, tràn đầy màu sắc trang nhã. Nếu là nhìn kỹ, hắn trong mắt còn có một tia vội vàng tự hồ là đang kiên kỵ lấy cái gì ngôn ngữ lạnh lùng bức bách lan hoàng tử rời đi làm càng ta hôm nay không chỉ có làm càng ta còn ở ngay trước mặt ngươi thúi lắm phốt lan hoàng tử nhắm ngay hồ hoàng tử không khỏi giải thích cũng là một đạo động tĩnh to lớn lại kéo dài rắm phóng thích liền đến đuôi sói đều bị chấn động đến nhếch lên người xưa có câu tốt rắm vang không thúi rắm thối không vang có thể hiển nhiên câu nói này không thích hợp tại ma lan tộc Lan hoàng tử cái này cái rắm, vừa vang vừa thối. Ngươi! Hồ hoàng tử bị hung khuôn mặt dữ tận. Ta, ta thế nào? Lan hoàng tử cứng cổ, một mặt lưu manh vô lại trừng lấy hồ hoàng tử, kêu gào kêu la, làm gì, ngươi là thiên giai đỉnh phong, ta chỉ bất quá thiên giai sơ kỳ, ngươi muốn đánh ta. Đến A, có bản lĩnh ngươi đụng đến ta một cái thử một chút, ngươi hướng về trên mặt của ta đến đánh, có bản lĩnh ngươi đánh một cái thử một chút. Hồ hoàng tử tuấn lãng trên khuôn mặt, bộ mặt bắp thịt điên cuồng run rẩy đừng nói hắn cũng không phải là khâm định hồ tộc hoàng vị người thừa kế, cho dù là, hắn cũng không dám đối lan hoàng tử thế nào. Người nào không biết ma lan hoàng đem cái này sói con bảo bối sủng lên trời. Tộc khác hộ vệ bên trong, nhiều nhất một hai tên bán thần cảnh giới, nhưng ma lan tộc khác biệt. Lan hoàng tử đi theo phía sau mấy vị này, tất cả đều là bán thần cảnh giới, hơn nữa còn là bán thần cảnh giới bên trong cường giả. Căn bản không phải hắn có thể chống lại tồn tại. Hồ băng thấm mang trên mặt bất đắc dĩ cười khổ, trong đầu lại là dị thường lạnh lùng đối lang hoàng tử phá lệ chán ghét không chờ nàng nói khéo từ chối có một thanh âm vang lên lang hoàng tử người cái này thay lòng nổi dạ có phải hay không có chút quá nhanh rồi mới vừa rồi còn ở ngay trước mặt ta truy cầu khả nhi hiện nay lại chạy theo đuổi hồ nữ khó tránh khỏi có chút quá không đem ta dực tộc để ở trong mắt a tần lãng sụ mặt lạnh lùng ép hỏi nhìn như là tại quan tâm dực khả nhi kỳ thực lại là tại thay hồ băng thấm giải vây Tim chúng mình biết quảng cáo pop-up sẽ khiến quy độc giả khó chịu khi trải nghiệm, nhưng chúng mình đang gặp khó khăn về chi phí duy trì và phát triển website nên buộc phải chèn quảng cáo pop-up trong một vài tháng. Chúng mình chân thành xin lỗi và mong quy độc giả thông cảm. Hoặc nếu bạn cảm thấy phiền, bạn có thể ủng hộ đọc tại website khác trong hệ thống của chúng mình tại link tương ứng. HTTPS, Lightonvon.vn, Twin, Thanh Hào Ta Thạch La Giai 1186, Ho, Tóc, Da Lam. Chương 1187 bác vĩ hồ băng thấm, dị tộc đến đông đủ. A à cái này. Lan hoàng tử quay đầu, nhìn thấy nói chuyện chính là tần lãng, đồng thời dực khả nhi cũng ở một bên cao mày, mắt trong mang theo một cổ rất đậm chán ghét. Nó tâm hỏng ở sau gáy gãi gãi, cười cười xấu hổ, hắc hắc, khả nhi, không có y tứ A, ta nhất thời sói tính đại phát, không nhịn được. Khả nhi, ngươi là sinh khí đúng hay không? Trông thấy ta đối hồ nữ thổ lộ, tâm ly ăn dấm đúng hay không? Ngươi đừng như vậy, ta cam đoan sau này chỉ cần có ngươi tại, tuyệt đối sẽ không lại đối những nữ nhân khác thổ lộ lan hoàng tử trịnh trọng việc lui lại đối với dực khả nhi liên tục cam đoan dực khả nhi bất mãn dùng dực tộc ngôn ngữ truyền âm quán cách nói tần lãng ngươi làm gì muốn xen vào a à? lan hoàng tử đùa dẫn hồ nữ ngươi để hắn đi đùa dẫn chính là hiện tại ngược lại tốt lại đem chú y của hắn hấp dẫn đến trên người của ta tới ngươi là cố ý a nàng ở đâu là ăn giấm nhìn thấy lan hoàng tử cũng là trở nên đau đầu nhìn thấy hắn mặt dày mày dạng tiến đến hồ nữ trước mặt, chỉ là trong lòng càng chán ghét, cùng sinh khí có nửa xu quan hệ. Nàng còn hận không thể lan hoàng tử đem y nghĩ đặt ở những nữ nhân khác trên thân đâu. Tần lãng đáp ứng hồ băng thấm ánh mắt cảm kích, quay đầu, khẩu thị tâm phi truyền âm nói, ngươi không phải nói hồ tộc không thể đắc tội sao. Thừa cơ hội này, một chút biểu lộ một hảo cảm hơn thôi, nói không chừng còn có thể cùng hồ tộc nhờ vả chút quan hệ đây. Dực khả nhi quay tròn mắt to, nhìn chầm chầm tần lãng nhìn một lúc lâu, cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp, có thể một cẩn thận suy nghĩ, não tử lại có một cổ xé rất cảm giác đánh tới, nàng lập tức dừng lại suy nghĩ, hừ hừ nói, tốt nhất là dạng này, người chớ suy nghĩ lung tung, bằng không sẽ chọc cho đến đại phiền toái. Suy nghĩ lung tung. Cùng suy nghĩ lung tung có thể không có chút quan hệ nào. Tần Lãng nhìn qua hồ hoàng tử ngồi xuống, ánh mắt lơ đẳng liếc nhìn ở sau lưng hắn đứng yên hồ băng thấm, mang trên mặt ngoạn vị nụ cười. Người khác không biết thì cũng thôi đi, nhưng làm sớm biết nội dung cốt truyện hắn lại làm sao có thể không biết được hồ tộc một số ẩn nặc tin tức. Chính là Dực Khả Nhi phụ thân, sợ là cũng không nghĩ tới, hồ tộc thế mà ra đời một vị bác vĩ hồ nữ. Nàng này không là người khác, chính là hồ băng thấm. Phải biết, hồ hoàng tử bất quá mở lục vĩ, thì bị đồn đãi ngày sau nhất định có thể đăng đỉnh thần cảnh. Mà hồ băng thấm mở bác vĩ, có thể nghĩ hắn tương lai, là cỡ nào chói lóa mắt. Cho dù là hồ tộc nữ hoàng, cũng đối vị này nữ nhi, phá lệ coi trọng, đối với hồ băng thấm tin tức che đến cực kỳ chặt chẽ, không cho mảy may tin tức để lộ ra đi. Liền như là Dực Khả Nhi, Lan Hoàng Tử chờ dị tộc bên trong thần nữ, thần tử vượt qua vị diện đi vào Lam Tinh đồng dạng. Hồ tộc nữ hoàng lại làm sao có thể sẽ để hồ băng thấm từ bỏ đoạt được cơ duyên cơ hội. Hồ tộc hồ hoàng tử chẳng qua là bày ở ngoài sáng tấm một thôi. Lam tinh phía trên, chánh thức tại hồ tộc sau lưng bày mưu tính kế, có quyền quyết định, chỉ có hồ băng thấm một người. Sách Không hổ là dực khả nhi Không hổ là dực tộc tiểu công chúa minh hữu cấp bậc cũng là cao. Đầu tiên là Lan Hoàng sủng hạnh 3.000 lan tộc mỹ nữ, duy nhất sinh hạ một mình, lại là hồ tộc mở bát vĩ hồ băng thấm. Cái này nhưng đều là các đại vị diện hoàng tộc chân chính dòng chính. Giá trị độ cao, so với hắn tại Lam Tinh địa vị, đều không chút nào vì kém. Phải biết, tại một ít vị diện, những cái kia tộc quần chi thần, nhưng là chân chính độc đoán. Mà Nam Cung cổ tộc đỉnh đầu, chí ít còn có một cái thiên sư môn. Như là Lan Hoàng tử cùng hồ băng thấm thân phận, tôn quy đến để tần lãng trong lòng một trận ngứa. Dây lát ở giữa, lại có ba cái dị tộc đội ngũ, đi vào trong cung điện. Dực khả nhi tại tần lãng bên tai, chăm chú cẩn thận giới thiệu nói, vị này là thông thiên ma quỳ tộc hoàng tử, hắn bản thể là một tôn che trời ma quỳ, tu vi đã đạt tới thiên giai đỉnh phong. Theo nói thông thiên ma quỳ tộc quỳ thần, chỉ cần gỡ xuống một hạt quỳ chi tinh hoa, liền có thể để các tộc đột phá tới địa giai cảnh giới. Đúng, quỳ chi tinh hoa thì là nhân loại các ngươi gặm hạt dưa, chỉ bất quá quỳ thần hạt dưa, ẩn chứa năng lượng kinh khủng, có thể làm cho người tăng lên cảnh giới. Cái này thông thiên ma quỳ tộc hoàng tử cũng không thể đắc tội, quỳ thần năm đó bạn lữ tại một lần đại chiến bên trong vẫn lạc, bây giờ thông thiên ma quỳ tộc chỉ có quỳ thần một vị thần cảnh cường giả. Nó sinh hạ con nối giỏi đến hàng vạn mà tính, nhưng là chất lượng tầng thứ không đủ, có thể đột phá tới thiên giai lác đác không có mấy. Mà vị này quỳ hoàng tử thì là hai vị thần cảnh kết hợp sinh hạ, hiện nay đã là thiên giai đỉnh phong, nếu là hắn một khi đột phá tới bán thần cảnh giới, chính là đời sau khâm định quỳ hoàng người thừa kế. Vị này là hỏa liệt hổ tộc hoàng tử, hỏa liệt hổ nhất tộc sinh hạ con nối giỏi cực kỳ khó khăn. Đồng thời hỏa liệt hổ nhất tộc hổ thần con nối giỏi bên trong, có rất nhiều biến dị, ra đời rất nhiều hắc hổ, hồng hổ, ban lan hổ, bạch hổ. Chân chính thuần huyết hỏa liệt hổ, là thuộc vị này hổ hoàng tử thứ nhất huyết mạch tinh thuần, đã là khâm định hổ thần người kế nhiệm, cũng không thể tùy tiện đắc tội. Còn có vị này, lục nhãn ma tộc hoàng tử, tuy nói lục nhãn ma tộc bên trong hoàng tử vô số, nhưng vị này tại tất cả hoàng tử bên trong, thực lực là mạnh mẽ nhất, đã tấn thăng đến bán thần cảnh giới. Nghe nói lục nhãn ma tộc còn có một môn họ hàng thân thích, đã trở thành một chỗ vị diện bá chủ, giống như tự xưng là cái gì dị ma thần. Không biết có hay không tới đến Lam Tinh, dù sao cái kia dị ma thần cũng là một vị thần cảnh, thực lực không tầm thường. Tần lãng yên lặng lắng nghe Dực Khả Nhi giới thiệu. Nói như thế nào đây? Tóm lại đến cái này năm cái chủng tộc, không có một cái nào là hắn có thể trêu chọc. Chiếu vào Dực Khả Nhi y tứ, cái kia chính là mọi người cùng uống uống trà, sau đó thì tan học, ai về nhà nấy, đều tìm các mẹ. Thế nhưng là, điều này có thể sao? Tần lãng không có phản bác, nhưng trong lòng đã bắt đầu có cân nhắc. Đông. Bỗng nhiên, môn hộ phương hướng truyền đến một tiếng bạo hưởng. Môn hộ bị cự lực, trực tiếp đạp lăng, một vị thân cao gần như ba trượng cự nhân, mở ra tráng kiện chi dưới, thô lỗ đi đến. Nó cứng cổ, như chung đồng tinh hồng đồng tử trợn tròn, tức giận quát lớn. Mẹ nhà hắn, chúng ta một đám hoàng tử hoàng nữ tụ cái biết cũng muốn lén lút đều bị lam tin những cái kia dê hai chân cho sợ choáng váng hay sao không phải liền là ẩn thế tông môn nha ai dám tới quấy rầy lão tử trực tiếp một quyền một cái đánh bẹp đập dẹp xoa tròn bỏ vào trong miệng nhai lấy ăn giòn đây là ma nhân tộc lực lớn vô thì cùng giả mang nhất dực khả nhi trong mắt có vẻ chán ghét tiến đến tầng lãng bên tai nhỏ giọng nói thầm lấy châu đầu ghé tai cái kia dực tộc tiểu công chúa người mẹ nó không phải là bị nhân tộc bắt đi sao Tại sao lại ở chỗ này? Ma nhân tộc hoàng tử nhìn thấy dực khả nhi, mắt lộ ra kinh ngạc. Ngay sau đó, tràn đầy không có hảo y dữ tận cười rộ lên. Ha ha ha, dực khả nhi, ngươi thật là là thật to gan a. Dực thần mạnh hơn, cũng không thể vi phạm chúng ta mấy cái tộc cộng đồng quyết định minh ước. Ngươi lại dám đem nhân tộc đưa đến chúng ta địa bàn a, vi phạm minh ước, ngươi đây là tại muốn chết hết. Tin chúng mình biết quảng cáo cô sẽ khiến quy độc giả khó chịu khi trải nghiệm nhưng chúng mình đang gặp khó khăn về chi phí duy trì và phát triển website nên buộc phải chèn quảng cáo pop-up trong một vài tháng. Chúng mình chân thành xin lỗi và mong quy độc giả thông cảm. Hoặc nếu bạn cảm thấy phiền, bạn có thể ủng hộ đọc tại website khác trong hệ thống của chúng mình tại link tương ứng. HTTPS, lightonvon.vn, twin, thanhauta thadla jai 1187, vi, ho, bang, tham, di, tóc, gen, dong, du. Chương 1188, ma nhân tộc hoàng tử, lại tên cuồng vọng tôn giả ngươi ngươi ngươi. Ngươi nói bậy, ta ta, ta cái gì thời điểm, dẫn người, tới. Dực Khả Nhi khẩn trương ấp úng, lại bắt đầu cà lâm phản bác lên tiếng. Ở chỗ này, tiếng thông dụng nói là nhân tộc ngữ, nàng không cách nào lại dùng dực tộc ngôn ngữ giao lưu. Ma nhân tộc hoàng tử tối đen trên khuôn mặt, tràn đầy dữ tợn cười lạnh, còn không thừa nhận. Các ngươi dực tộc hộ vệ, đã làm tức giận dực thần, toàn bộ đều bị xử tử, thần hình câu diệt. Cũng là bởi vì bọn chúng để ngươi bị nhân tộc bắt đi, hiện nay toàn bộ Lam Tinh, dực tộc cũng chỉ còn lại có ngươi một cái. Ở bên người ngươi, không phải nhân loại, còn có thể là ai. Đần độn đồ vật, ngươi tại ồn ào cái gì đâu, ngươi xem như cái thứ gì, cũng dám uy hát kiếp khả nhi. Tin hay không lão tử non xê, hết ngươi. Lan hoàng tử đứng dậy, cứng cổ, hướng lấy ma nhân tộc hoàng tử ồn ào lên tiếng. Tộc khác sợ hãi ma nhân tộc hung tàn, hắn cũng không sợ. Cái gì đần độn đồ vật, cũng dám ở ngay trước mặt hắn, khi dễ dực khả nhi. Ma nhân tộc vặn lông mày, ma khí phóng lên tận trời. Có thể còn không đợi hắn động tác, ma khí ngập trời, chính là bị Lan Hoàng tử sau lưng mấy vị bán thần cảnh giới áp chế xuống. Lan Hoàng tử, ngươi xem như là đầu liếm sói, cũng không thể không để y chúng ta các tộc lợi ích, đi bảo trì một cái nhân loại A. Ma nhân tộc Hoàng tử kiên kỵ mấy vị bán thần cảnh giới ma lan tộc bán thần, giữ tận cười ra tiếng. Dực tộc tin tức, ta ma nhân tộc lúc trước thì nhận được, là dực thần tự mình xử tử dực tộc hộ vệ. Hiện nay, toàn bộ lam tinh phía trên, cũng chỉ có dực tộc tiểu công chúa một tên dực tộc, ở tại bên cạnh, không phải nhân loại, còn có thể là ai. Bá bá bá. Từng đạo từng đạo ánh mắt không có hảo y, nhanh chóng hướng về tầng lãng phương hướng quét tới. Nguyên bản giữa lẫn nhau còn phá lệ lạnh lùng mấy cái đại dị tộc, trong nháy mắt dường như cùng một trận doanh, cùng chung mối thù. Mà tầng lãng thì là tạm thời không có thời gian đi phản bác. Ở trước mặt của hắn, dực khả nhi mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoảng, lấy dực tộc ngôn ngữ chất vấn nói, vì sao lại dạng này. Ta những hộ vệ kia, vì sao lại bị phụ thần xử tử. Bọn hắn căn bản cũng không có làm gì sai, là chính ta muốn đi ra, bằng không, ta cũng không thể lại đi cùng với ngươi. Tần lãng mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị giải thích lên tiếng, trật tự rõ ràng, một lần nữa chiếm cứ quyền chủ động, đầu tiên, ngươi đến suy nghĩ cái này ma nhân tộc lời nói, đến cùng là thật là giả, có hay không có độ tin cậy. Tiếp theo, ngươi suy nghĩ lại một chút tại ngươi trong ấn tượng, ngươi phụ thần là loại này sẽ làm sát đồng tộc ác nhân sao? Không nói trước ngươi có hay không bị ta bắt đi, liền xem như bắt đi, đưa qua sai cũng chỉ có thể là những cái kia mang ngươi đi ra hộ vệ. Cái khác ẩn nặc tốt hộ vệ, tại sao lại trở thành cha ngươi thần phát tiết lửa giận bia ngắm? Ma nhân tộc tin tức linh thông nhất, đối với chuyện như thế này mặt, nó không dám làm bộ, mà lại nhiều như vậy hoàng tử hoàng nữ mắt thấy, nếu để cho phụ thần biết, ma nhân tộc cũng vô pháp gánh chịu phụ thần lửa giận, nó nói khẳng định là thật. Chỉ bất quá phụ thần tuyệt đối không có khả năng là làm sát kẻ vô tội người, hắn thân hòa mà lại thiện lương, đãi dân như con, tuyệt không có khả năng làm ra loại chuyện này dực khả nhi lắc đầu lập tức phản bác tại nàng trong ấn tượng phụ thần mặt mũi hiền lành sao sẽ làm ra bực này cực kỳ tàn ác sự tình cho nên a à, ngươi tức giận như vậy làm gì dù là ma nhân tộc hoàng tử nói là sự thật vậy ngươi phụ thần dê viết những hộ vệ kia cũng là có nguyên nhân tần lãng mang trên mặt nụ cười ấm áp vỗ nhẹ dực khả nhi mảnh mai bả vai ôm nhu an ủi dực khả nhi trong đôi mắt đẹp có kinh ngạc nghĩ tới điều gì sợ hãi nói y của ngươi là những hộ vệ kia toàn bộ đều là phản đồ hoàn toàn chính xác, cũng chỉ có như vậy, mới có thể để phụ thần như vậy tức giận, thống hạ sát thủ. Tần lãng lắc đầu, cũng không có một mực chắc chắn, mà chính là lấy không xác định ngữ khí, chất vấn nói. xác suất lớn không có khoa trương như vậy, không có khả năng tất cả dực tộc hộ vệ đều là phản đồ, rất lớn có thể là những hộ vệ kia, đều đã bị dẫn đầu bán thần cảnh giới cho ô nhiễm tẩy não. Lại hoặc là cha ngươi thần đã biết được một số phản nghịch tin tức, không cách nào tin chuẩn tìm ra những hộ vệ kia bên trong đến cùng người nào mới thật sự là phản đồ. Hắn lo lắng ngươi sẽ bị những cái kia phản đồ dê tây tê, tê hương tê kích hại bất đắc dĩ mới có thể lấy tuyệt hậu hoạn. Dực khả nhi chậm rãi gật đầu, lòng chua xót nói: muốn là những hộ vệ kia toàn bộ đều là phản đồ liền tốt bằng không những cái kia vô tội bị dê tuyết hộ vệ cái kia có bấy nhiêu đáng thương a? À? Hy vọng như thế đi. Tần lãng tại Dực khả nhi trên đầu vuốt vuốt, toàn bộ đều là phản đồ không không phải a? À. Những hộ vệ kia toàn bộ đều là trung thành tuyệt đối nha dực thần để bọn hắn đi xê hết, bọn hắn đều sẽ không chút do dự chịu xê hết cái chủng loại kia. Chỉ tiếc, những cả thứ này tâm phúc toàn bộ đều là dực thần. Địch trái tim con người bụng, tại tầng lãng trong mắt, cũng là tất phải dê thiết người. Chớ đừng nói chi là, cái này địch nhân hay là muốn xâm chiếm lam tinh dị tộc. Sắp xê đến hết đến nơi, còn tại nói thì thầm, vừa vặn đói đến hoảng, hôm nay vừa vặn bắt ngươi bữa ăn ngon. Ma nhân tộc hoàng tử, bước chân, tiếng oanh minh bên tai không dứt, hướng về tầng lãng phương hướng vọt tới không cho phép, các ngươi, thương tổn, tần lãng. Dực khả nhi nhất thời đứng dậy, ngăn cản tại tần lãng trước mặt. Nàng triển khai hai cánh, trắng loãng không tì vết vũ dực, nhiễm lấy thánh khiết hào quang. Nàng ánh mắt kiên định, căm tức nhìn ma nhân tộc hoàng tử phương hướng. Muốn là tần lãng ra chuyện, tiểu tiểu tỷ khẳng định sẽ đặc biệt thương tâm, nàng cũng sẽ khổ sở. Vô luận như thế nào, nàng cũng sẽ không cho phép bọn gia hỏa này thương tổn tần lãng, cho dù là chuyển ra phụ thần uy hát kiếp cũng sẽ không tiếc. Ha ha ha, dược tộc tiểu công chúa còn thật không nhịn được hù dọa a à, cái này thẳng thắng bên cạnh ngươi vị này là nhân tộc rồi hoàn toàn chính xác ngươi làm dược tộc tiểu công chúa chúng ta không tiện lắm hạ tử thủ có thể ngươi muốn bảo trụ sau lưng vị này nhân loại khó tránh khỏi có chút quá không biết tự lượng sức mình ma nhân tộc hoàng tử tràn đầy vẻ tham lam nhìn chầm chầm sau người tần lãng trăng nanh giao thoa trong miệng có giày đặt hàng mang chợt hiện cùng lúc đó còn lại năm cái dị tộc sau lưng tất cả đều có bán thần cảnh giới ánh mắt khóa chặt tại tần lãng trên thân có lan hoàng tử cái này chó nhà giàu tại, tại chỗ bán thần cảnh giới, vượt qua 10 tên. Kinh khủng uy áp, làm cho dực khả nhi vũ dực không ngừng mà run rẩy trong lòng sợ hãi lại sợ hãi. Nhưng dù cho như thế, nàng cũng cũng không lui lại y tứ, mà chính là cắn răng, tức giận hướng lấy ma nhân tộc hoàng tử phản bác, mặc kệ. Hôm nay, ai cũng, không thể, thương tổn, tần lãng. Trừ phi, các ngươi, muốn theo, ta, tê, hi tê, hể, phía trên, bước qua. Ngươi là cái thá gì, muốn không phải dực tộc tiểu công chúa một cái địa giai cảnh giới cũng dám ở bản hoàng tử trước mặt kêu gào ma nhân tộc hoàng tử căn bản thì không có đem dực khả nhi để vào mắt rất hung ác tới gần dực khả nhi còn chuẩn bị lấy thân đón đỡ tần lãng đưa tay trực tiếp đem ôm vào trong lồng ngực của mình hắn ngẩng đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy ma nhân tộc hoàng tử bình tĩnh nói hiện tại ngừng bước ngươi còn có sống tạm cơ hội cùng vọng ma nhân tộc hoàng tử nổi giận gầm lên một tiếng nhấc lên tay lớn hướng về tần lãng đỉnh đầu đánh tới tần lãng hưởng hờ đưa tay chậm rãi cách không làm cái đạn đầu băng tư thế phốt một đạo sắc bén kim quang gào thét mà qua ma nhân tộc hoàng tử tay lớn theo rễ cây cùng nhau bẻ gãy ở giữa không trung trực tiếp nổ nát vụn thành máu đen còn chưa rơi xuống lại bị bỗng dưng bốc lên liệt diễm đốt cháy hầu như không còn ma nhân tộc hoàng tử mắt lộ ra vẻ hoảng sợ quay đầu bước đi ta tối nay chưa có tới tin chúng mình biết quảng cáo cô quốc sẽ khiến quy độc giả khó chịu khi trải nghiệm nhưng chúng mình đang gặp khó khăn về chi phí duy trì và phát triển website nên buộc phải chèn quảng cáo pop-up trong một vài tháng. Chúng mình chân thành xin lỗi và mong quy độc giả thông cảm. Hoặc nếu bạn cảm thấy phiền, bạn có thể ủng hộ đọc tại website khác trong hệ thống của chúng mình tại link tương ứng. HTTPS, lightonvon.vn, twin, thanhauta, thalajai, fanfire, chong, 1188, ma, nhang, tóc, hoang, tu, lai, ten, cung, vong, ton, da. Chương 1189, Hù dọa dị tộc ma nhân tộc hoàng tử lòng sinh hoảng sợ, vô cùng hoảng sợ. Lấy hắn thiên giai đỉnh phong tu vi, thế mà nhìn không thấu này nhân loại nội tình. Rõ ràng nhìn thấy hắn động tác, lại không cách nào ngăn cản. Gia hỏa này, cất bước đều là bán thần cảnh giới bên trong cường giả. Gãy mất một cánh tay còn tốt, nếu là lại tiếp tục trêu chọc, sợ là ngay cả tính mạng đều sẽ lưu tại nơi này. Đáng xê hết giật khả nghi, thế mà đem bực này khủng bố nhân tộc mang tới nơi này, quả thực cũng là phản đồ. Là dực tộc bên trong sĩ nhục muốn đi, ngươi đi được rồi chứ. Tần lãng mặt lộ vẻ cười nhạo. Nói nhảm hắn đã nói qua, không phải hắn người này chuyên quyền độc đoán, không cho cơ hội. Mà chính là cái này ma nhân tộc hoàng tử không biết tốt xấu, chính mình muốn xê hết. Cùng vọng nhân loại, dám đã thương tộc ta hoàng tử, tự tìm đường xê hết. Ma nhân tộc bán thần cảnh giới nổi giận gầm lên một tiếng, mấy trượng độ cao thân thể, lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu bành trướng, sắp xuyên phá chỗ này cung điện mái hiên ma nhân tộc cường hãn nhất chính là hắn cậy mạnh, có thể khai sơn đoạn gian. Hắn thân thể cao lớn, chính là một chỗ dựa lớn. Thế mà, lần này ma nhân tộc bán thần cảnh giới, thân thể còn chưa tăng trưởng đến 10%, vẫn giống như là bị bình chướng đè ép, vô luận như thế nào, đều không thể lại tiếp tục cất cao. Thậm chí, cổ này bình chướng còn bắt đầu đưa nó trở về áp súc. Răng rắc răng rắc. Ma nhân tộc bán thần cảnh giới quanh thân có cốt cách đứt gãy tiếng vang, làm người ta sợ hãi không ngừng vang lên không giống nhau nó tiếp tục gọi rầm rỉ, bình chướng co vào tốc độ, cấp tốc tăng trưởng. Bành. Mấy trượng độ cao ma nhân tộc bán thần cảnh giới, đúng là bị áp suất đến không đủ nửa mét, sau đó bịch một tê kiến n cổ nát vụn thành nồng đậm màu đen sương máu, ấp ủ thành một cái huyết đoàn, trôi nổi ở giữa không trung. Cùng ục. Tại chỗ chỗ có dị tộc, đều là đều không tự chủ được ngược lại nuốt một miếng nước bọt, trong mắt trợn tròn. Đây chính là bán thần cảnh giới. Hơn nữa còn là thứ nhất nhục thân mạnh mẽ ma nhân tộc bán thần thế mà thì như vậy, bất động thanh sắc, bị áp bách nổ nát vụn thành xương máu. Này nhân loại thực lực, đến cùng là khủng bố đến mức nào. Không chỉ có là những thứ này đầu một lần nhìn thấy tầng lãng dị tộc, chính là ở tại trong ngực dực khả nhi, cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Lúc trước tầng lãng giúp nàng cả thanh trừ dị tộc phản đồ thời điểm, còn cùng dị tộc hộ vệ qua mấy chiêu. Sao đến hiện tại, đột nhiên biến đến như vậy cường đại. Đều chưa từng xuất thủ, liền có thể chém dê tiết bán thần. Bực này thực lực khủng bố, sợ là liền cho nàng phụ thần cũng không gì hơn cái này các ngươi ma nhân tộc đi vào lam tinh cũng có thời gian không ngắn nên được đến không ít cơ duyên a à. tần lãng ánh mắt ngoạn vị quét mắt ma nhân tộc hoàng tử chỉ nhẹ nhàng hỏi thăm một tiếng cùng ụt ma nhân tộc hoàng tử cái kia trạng thái như khói ấm giống như hầu kết nhấp nhô chủ động lấy ra một cái hồ lô màu đen mở ra sau khi từ bên trong nghiêng đổ ra bình bình lọ lọ còn có không ít vê cũ ca khí đều là lam tinh không biết bao nhiêu năm trước cổ binh phía trên có nồng đậm huyết khí ba động, hiển nhiên phẩm cấp không tầm thường. Đây là chúng ta ma nhân tộc toàn bộ gia sản, cùng sở hữu địa giai đang dược vượt qua trăm viên, làm tinh nhân loại cổ binh mười mấy đêm. Ma nhân tộc hoàng tử thẳng thắng sẽ khoan hồng. Liền đến bán thần cảnh giới cường giả đều bê vị C, hém dê đi biết, nếu là hắn không phục tùng, chỉ có một con đường C, hết. Cũng nhiều như vậy đồ vật. Tần lãng có chút bất mãn. Theo khí huyết vị diện trở về về sau, hắn một mực chưa từng đi tìm cơ duyên. Một phương diện, cái kia là có chút đặc thù cơ duyên còn chưa mở ra một phương diện khác hắn cũng không có khả năng chỗ này đảo đảo chỗ đó đâm đâm đi tự mình vơ vét cơ duyên vậy cũng không phù hợp thân phận của hắn trực tiếp theo trong tay người khác xê cướp đoạt đã thuận tiện lại đỡ tốn thời gian công sức đó cũng là thích hợp nhất phương pháp chỉ là cái này ma nhân tộc tồn kho quả thực để hắn bất mãn thì cái này tộc ta tìm kiếm được đan dược tuyệt đại đa số đều đã bị phục dụng ta thiên giai đỉnh phong tu vi cũng là tại phục dụng thiên cấp đan dược và một số đặc thù quả thực sau đột phá mà tới. Ma nhân tộc hoàng tử kinh sợ trả lời, càng là khoảng cách gần xem chừng, càng là có thể cảm nhận được cái này nhân loại khủng bố. Hắn không phát hiện được mảy may vị này nhân loại năng lượng ba động, nhưng vừa ra tay, lại là thạch phá thiên kinh, liền đến bán thần, đều có thể miễu sát. Lãng phí cơ duyên. Tần lãng liếc mắt, đưa tay ở giữa, có ngập trời liệt diễm, trong nháy mắt đem ma nhân tộc hoàng tử bao khỏa. Đùng đùng không dứt. Liệt hỏa thiêu đốt, ma nhân tộc hoàng tử tê tâm liệt phế gào thét đau thấu tim gan mấy tên ma nhân tộc hộ vệ muốn tiến lên cứu có thể còn không đợi tới gần ma nhân tộc hoàng tử kim quang lui qua mấy tên ma nhân tộc liền nhanh chóng giải thể rực rỡ muôn màu co quắp ngã xuống đất sinh cơ hoàn toàn không có giây lát sau đó cung điện bên trong chỉ để lại một vũng lớn màu đen tanh hôi đồ bỏ đi khép lẹt mùi vị tản mắt ra xâm vào lỗ mũi để dị tộc hoàng tử đều thẳng muốn n ôm m ngửa nhân loại ngươi đã dê viết ma nhân tộc hoàng tử, còn không mở ra kết giới. Chẳng lẽ lại, ngươi muốn cùng ta sáu tộc một đạo đối nghịch hay sao? Lục nhãn ma tộc hoàng tử, lạnh giọng hỏi thăm. Ngươi đang dạy ta làm việc. Tần lãng quay đầu, nhìn chầm chầm lục nhãn ma tộc hoàng tử. Rầm rầm rầm. Cùng một thời gian, vũ tộc bán thần cảnh giới, tất cả đều bộc phát ra thông thiên ma khí, xông thẳng lên trời. Liền đến cung điện mái hiên, đều bị trong nháy mắt lật tung. Mười mấy vị bán thần, cùng một chỗ tạo áp lực, muốn đánh tan tần lãng rất hung ác phách lối khí diễm. Các ngươi cảm thấy mình rất mạnh. Tần lãng ánh mắt lạnh lùng, cử chuyển thiên long quyết để bắt chuyển trực tiếp nổ tung, 25 lần thể chất tăng phúc, làm cho kỳ uy ác, điên cuồng đột nhiên tăng. Cơ hồ là trong nháy mắt, mười mấy vị dị tộc bán thần cảnh giới, liền bị ép tới không ngóc đầu lên được, tất cả đều không lấy thân thể, như là gánh vác cự nhạc. Nhất là khiêu khích lục nhãn hoàng tộc hoàng tử, tuy nhiên nó cũng là bán thần cảnh giới, nhưng làm kêu gào người chủ trì, đạt được tầng lãng lớn nhất chú ý bành 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 lục nhãn ma tộc hoàng tử bị khủng bố bi áp trực tiếp ép tới nằm sắp ngã xuống đất hai hàng đỏ tươi đồng tử cắt gao đè xuống mặt đất có đỏ thẫm máu tươi chảy xuôi mà ra sai ta biết sai cầu tiền bối tha mạng lục nhãn ma tộc hoàng tử thống khổ tiếng gào thét nghẹn ngào cầu xin tha thứ ngươi nói nên làm cái gì tần lãng cúi đầu nhìn qua núp ở trong ngực hắn dực khả nhi nhẹ giọng hỏi thăm dực khả nhi co lại cái đầu sau lưng vũ dực thủy chung cuộn mình không dám giãn ra, sợ sẽ bị đụng phải tần lãng vũ dực. Nàng đông đưa cái đầu nhỏ, gương mặt đỏ bừng ấp úng, ta ta ta. Ta không biết. Nàng ban đầu muốn hòa hòa khí khí ngồi xuống nói chuyện, nhưng bây giờ, liền đến ma nhân tộc hoàng tử đều bị dê thiết. Lại nghĩ hòa đàm, đã không có khả năng. Dực khả nhi trắng tươi đẹp ướt ác cánh môi, hiếu ớt nói, lục nhãn ma tộc thứ nhất hiểm ác, có thù tất báo, ngươi đã để nó mất đi mặt mũi, liền xem như thả nó rời đi, cũng bất quá bỏ qua ngươi. Đã hiểu. Tần lãng gật đầu, đưa tay ở giữa, một đạo màu vàng kim quang nhận, hướng về lục nhãn ma tộc hoàng tử bay đi. Phốc phốc. Quan nhận xuyên qua lục nhãn ma tộc hoàng tử cái cổ, ngay sau đó, to bằng vải nước đầu, theo mặt đất, cùng ục cùng ục chuyển động, bởi vì không quá viên mãn, sẽ phát ra làm người ta sợ hãi tiếng vang. Tim chúng mình biết quảng cáo pop sẽ khiến quy độc giả khó chịu khi trải nghiệm nhưng chúng mình đang gặp khó khăn về chi phí duy trì và phát triển website nên buộc phải chèn quảng cáo cô up trong một vài tháng. Chúng mình chân thành xin lỗi và mong quy độc giả thông cảm hoặc nếu bạn cảm thấy phiền, bạn có thể ủng hộ đọc tại website khác trong hệ thống của chúng mình tại link tương ứng. HTTPS, Lightonvon.vn, Twin, Thanh Ta La Trong, 1189, Hu, Doa, Di, Toc Chương 1190, Mượn dị tộc đao sát nhân. Trăng rắc trăng rắc. Từ cung điện mặt đất, có từng cây tráng kiện dây leo, nhanh chóng lan tràn mà ra, như là như dòi trong xương giống như, quấn quanh ở lục nhãn ma tộc hộ vệ trên thân. Chỉ trong nháy mắt, liền đem mấy tên hộ vệ trói vô một giây sau, dây leo phát lực, phốc phốc phốc. Lục nhãn ma tộc, tại chỗ nổ tung, đều xê, hết thảm tại chỗ. Đánh không lại, không đánh. Liền bán thần cảnh giới đồng loạt ra tay, đều đánh không lại ngươi, chúng ta ma lan tộc nhận thua. Khả nhi, ngươi đừng đầy vẻ khinh bỉ nhìn ta a, à, người này là ngươi mang tới, hắn cường đại cỡ nào, trong lòng ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Gia hỏa này dê kiếp bán thần cảnh giới cùng đồ không làm thịt chó giống như, ta chính là một cái thiên giai sơ kỳ, tại gia hỏa này trước mặt, liền không chó cũng không bằng. Ta sợ, không muốn xê rết hết, chúng ta ma lan tộc nguyện y cúi đầu, bất quá ta trên thân cũng không có quá nhiều bảo bối, thiên cấp đang dược vốn là thưa thớt, chúng ta ma lan tộc cũng không có đạt được bao nhiêu viên. Người khác phục dụng một viên thiên cấp đang dược có thể đột phá đến thiên giai cảnh giới, ta ăn ba bốn viên, mới miễn cưỡng đạt tới thiên giai tiền kỳ, sớm bị ta đã ăn xong. Tuy nhiên chúng ta ma lan tộc tại Lam Tinh phía trên rất nghèo, nhưng là phụ hoàng rất quy bối ta, chỉ cần ngươi nguyện y bỏ qua cho ta một cái mạng, bao lớn đại giới, chúng ta ma lan tộc đều nguyện y tiếp nhận. Lan hoàng tử rất hiển nhiên chính là tiêu chuẩn nhị đại tử, cùng lam tinh phía trên công tử bột, không có có bất kỳ khác biệt gì, thậm chí càng càng thêm khoa trương. Phải biết, con hàng này thế nhưng là ma lan tộc lan hoàng sủng hạnh 3.000 lan tộc mỹ nữ may mắn được đến. Không biết hao phí lan hoàng bao lớn tinh lực, mới miễn cưỡng lấy được một vị con nối giỏi. Có bao nhiêu bảo bối, có thể nghĩ. Gia hỏa này gặp tình huống không đúng, cũng không lại cứng cổ kêu gào, trực tiếp nhận sợ, thậm chí cầm chính mình mệnh đi hố ma lan tộc lan hoàng. Ta thông thiên ma quỳ tộc, cũng nguyện y dùng bảo vật trao đổi chính mình tính mệnh. Thông thiên ma quỳ tộc hoàng tử liền vội vàng đi theo phụ họa. Hắn bản thể cũng là một gốc ma quỳ, tính cách sợ mạnh. Đồng thời ma quỳ hoàng tử vẫn là bọn chúng vị diện hoàng tử bên trong cảnh giới cao nhất vị kia. Sau khi trở về, cơ bản có thể đã định là đời tiếp theo quỳ hoàng. Chỗ nào nguyện y ở chỗ này vứt bỏ mạng nhỏ. Đánh khẳng định là đánh không lại, chỉ cần có thể mạng sống, bao lớn đại giới, bọn chúng thông thiên ma quỳ tộc, đều nguyện y tiếp nhận. Ta cũng giống vậy. Hỏa liệt hổ hoàng tử khỏe mạnh kháo khỉnh, nhấc tay cho thấy thái độ của mình. Ngươi thì sao? Hồ hoàng tử, ngươi lời nói ít như vậy làm gì, tranh thủ thời gian tỏ thái độ A, nếu không nói, đợi chút nữa đầu rơi mất, nhưng là cũng không nói ra được. Lan hoàng tử đi đến hồ hoàng tử trước mặt, ở tại trên thân xô đẩy, thúc giục. Hồ hoàng tử sống hay xê hết, hắn căn bản thì không quan tâm hắn quan tâm là hồ băng thấm vạn nhất hồ hoàng tử não tử cái nào dây thần kinh dựng sai cùng tần lãng đối nghịch hồ hoàng tử c hết không sao cả muốn là liền hồ băng thấm cũng bị cùng một chỗ cát vậy nhiều đáng tiếc a à. hồ hoàng tử mi đầu nhíu chặt như ngồi bàn chông bị tại chỗ những thứ này dị tộc nhìn chằm chằm hắn liền quay đầu đều làm không được chỉ có thể yên lặng cùng đợi hồ băng thấm lên tiếng mà hồ băng thấm lúc này mi đầu cao lại đã không còn là tỳ nữ tư thái tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng nhìn đối diện nhìn qua tần lãng trong lòng hoảng sợ bất an theo bản năng nổi lên nói thầm nàng đã tận khả năng che giấu chính mình mị lực chẳng lẽ lại cứ như vậy vẫn là không có ngăn cản lòng tham lam của nhân loại vị này nhân tộc thần cảnh cường giả thế mà có chủ y với nàng vậy nàng là tiếp tục ẩn tàng vẫn là bại lộ thân phận như tiếp tục ẩn tàng nói không chừng tần lãng sẽ coi nàng là làm hồ hoàng tử sống sót thể đê tánh bê tạc à. nhưng nếu là bại lộ thân phận nếu để cho tần lãng biết nàng là hồ tộc hoàng nữ hơn nữa còn là mở bác vĩ hoàng nữ sợ là tần lãng chẳng những sẽ không bỏ qua nàng, ngược lại càng ngày càng hưng phấn. Đáng xê, hết. Tất. Hồ băng thấm trong lòng tràn đầy lời oán giận, đầu nàng một lần đến Lam Tinh, thật vất vả mới vượt qua vị diện mà đến, như thế nào vừa đến đã gặp phải loại này hỏng bét cục diện. Đã các ngươi bốn tộc đều như thế thức thời, vậy ta muốn là lại thống hạ sát thủ, cũng không tránh khỏi quá không nói đạo nghĩa. Mặc kệ là ma nhân tộc vẫn là lục nhãn ma tộc, hai chủng tộc này đều là cùng vọng dẫn đến, tự tìm đường xê, hết, ta bất đắc dĩ mới sẽ ra tay dù sao, ta cũng không phải cái gì ma quỷ. Đến cho các ngươi nha, muốn sống, cũng là không khó, các ngươi nếu là nguyện y thay ta làm một cọc sự tình, ta có thể bảo đảm các ngươi hoàng tử hoàng nữ sinh mệnh an toàn. Tần lãng theo hồ băng thấm trên mặt dời ánh mắt, trên mặt như gió xuân ấm áp nụ cười, phá lệ ấm áp, giống như hào hoa phong nhã thiện lương nho sinh đồng dạng. Dường như lúc trước xê, hết thảm ma nhân tộc cùng lục nhãn ma tộc, cùng hắn không hề có chút quan hệ nào. Nhìn lấy bốn tộc phản ứng, tần lãng trong lòng rất là vui mừng không hổ là làm thịt hai cái ma tộc hoàng tử mang tới phản ứng dây chuyền. Dù là lan hoàng tử chờ bốn vị dị tộc, không phục tùng, bắt đầu phản kháng, hắn tối đa cũng cũng là chèn ép, không có khả năng thật đem bốn vị triệt để đánh dê kiếp. Không giống với lục nhãn ma tộc cùng ma nhân tộc. Mặc kệ là lan hoàng tử, hồ băng thấm, vẫn là hỏa liệt hổ cùng thông thiên ma quỳ, cái này bốn tộc hoàng tử hoàng nữ đều là khâm định đời tiếp theo vị diện hoàng tộc người kế nhiệm. Đồng thời địa vị phá lệ kiên cố. Có thể siết trong tay, cùng hắn sau lưng thần cảnh cường giả xem như đánh cược thẻ đê tánh bê à? đây là tầng lãng trước khi đến liền đã nghĩ kỹ đối sách bảo bối cũng không kịp làm sao có thể sẽ dê kiếp đâu coi như muốn dê kiếp, đó cũng là kiếm đi ra mấy cái không trọng yếu dê kiếp gà dọa kỹ ai bảo lục nhãn ma tộc cùng ma nhân tộc hoàng tử hoàng nữ đông đảo đâu tại những cái kia vị diện bên ngoài trong mắt cường giả hoàng tử hoàng nữ càng nhiều giá trị tự nhiên giảm bớt đi nhiều những cái kia vị diện khác thần cảnh cường giả không thể là vì một cái hoàng tử hoàng nữ mà từ bỏ toàn bộ lam tinh cơ duyên. Thậm chí còn có thể thành vì chúng nó bạo ngược lấy cớ. Mà nếu cùng ma lan tộc bên này lại khác biệt, lan hoàng tử là dòng độc đinh, một khi xê hết rồi, ma lan tộc lan hoàng liền xem như đạt được lớn hơn nửa cơ duyên, lại có thể thế nào? Nó tinh lực đều ép khô, còn có thể lại tiếp tục sinh cái kế tiếp hoàng tử. Coi như sinh hạ, đầu còn có thể có lan hoàng tử như vậy cơ trí sao? Lan hoàng tử bất tử, ma lan tộc sau này hoàng, hay là hiện tại vị này lan hoàng huyết mạch nếu là lan hoàng tử cát lan hoàng lại hung tàn cường đại tới đâu hết thảy cơ nghiệp kết quả là còn không phải đến hiến cho cái khắc sói hồ băng thấm chờ tam tộc cơ bản giống nhau cũng là không sai biệt lắm tình huống càng thêm rõ ràng dễ hiểu một điểm giải thích cũng là vợ không có lão bà lão công cầm lấy ngươi tân tân khổ khổ tiền kiếm được cùng nam nhân khác nữ nhân đi tiêu xài không chỉ có nhân loại chịu không được cũng là dị tộc cũng không có cách nào tiếp nhận sự tình gì đừng nói là một chuyện tình chỉ cần có thể mạng sống hai kiện ba kiện đều có thể lan hoàng tử vội vàng hỏi đến bảo mệnh quan trọng nó mới mặc kệ giúp đỡ làm chuyện gì cho bảo vật gì có thể sống làm gì đều thành dù sao tại chỗ ma lan tộc bên trong hắn phế nhất vật muốn làm sự tình cũng là sau lưng bán thần hộ vệ đi làm bao nhiêu gian nan khốn khổ hắn căn bản không quan tâm hay ta làm thịt một cái nhân loại mặc kệ hắn bộ dạng dài ngắn thế nào chỉ cần có đồng dạng khí tức thì dê tiết đương nhiên chỉ cho phép các ngươi dê kiếp một người này loại, dám đã thương cùng vô tội, các ngươi đều phải xê hết. Tần lãng chậm rãi ném ra ngoài một cái vật thể hình cầu. Cái kia vật thể phía trên, quanh quẩn lấy đặc thù khí tức, thập phần cổ quái, đồng thời khiến người ta liếc một chút liền có thể phát giác được manh mối. Tin chúng mình biết quảng cáo cô sẽ khiến quy độc giả khó chịu khi trải nghiệm, nhưng chúng mình đang gặp khó khăn về chi phí duy trì và phát triển website nên buộc phải chèn quảng cáo cô quốc trong một vài tháng. Chúng mình chân thành xin lỗi và mong quy độc giả thông cảm. Hoặc nếu bạn cảm thấy phiền, bạn có thể ủng hộ đọc tại website khác trong hệ thống của chúng mình tại link tương ứng. HTTPS, lightonvon.vn, twin, thanh ta thạc la dai fanfaya, chong, 1190, muon, di, tóc, giao sát, nhang.